rất là khổ. Lớp mình có cái đặc biệt đó là học không lễ Phật, kết thúc không thở. Không phải tôi cũng biết, nhưng mà có điều tôi có nghĩ thế này: có làm lễ thì không đọc cũng là lễ, mà không có làm lễ đọc cho rách miệng cũng có nghĩa là chỉ kêu thôi, vẫn kêu tên những chơi vậy đó. Hồi hướng cũng vậy, là mình làm cũng có lòng hồi hướng. Ví dụ như là bắt đầu một cái tuần lễ giảng kinh đó, tôi gom bao nhiêu người cần hồi hướng. Ví dụ tôi nghe ai mới chết, hoặc là ai họ nói cho tôi nghe một cái chuyện gì đó, thì tôi không nói ra, nhưng mà trong bụng bắt đầu một ngày giảng chủ nhật á, thì tôi cũng vẫn cố ý trong kinh là tắt ý á, tôi có dạy có miệng một lời thôi, đó là từ nay cho đến bao giờ tôi quên, thì bao nhiêu cái phước tôi làm tôi chia hết đi nha. Rồi bữa đầu tôi nhớ tôi hướng tôi quên thôi, nhưng mà coi như hướng một lần thôi. Nghĩa là tôi giúp chứ là tôi ký cái check luôn 3 tháng rồi đó, thì ký xong rồi bất kỳ cũng đã ký rồi. Đại khái vậy. Nói đó cũng là bà con nhớ đã quan trọng lắm. Muốn người khác làm gì cho mình thì mình phải làm như vậy với người khác. Hôm nay mình biết Phật Pháp, mình còn tỉnh táo khỏe mạnh, thì mình làm phước gì nên nhớ người khác, để mai này lấy bị mình đi đầu vậy đó, người ta khác nó nhớ mình cũng làm kiểu đó. Trong kinh nói cái này mới buồn, nhiều khi mình đi đầu làm cái loại gì đó, loại phước mặt á, rồi người ta làm phước đây rồi mình cứ lãng giả, mình chờ cái ai réo tên mình không chờ hoài không thấy, thôi mình lủi thủi bỏ đi. Mà ở trong nó đang làm phước làm ra nó hồi hướng lưng mình, nó quên mình đúng là tội. Mà mình sống mình giả một lưng nó hôm mốt con đầu về giả mình đứng ngoài chậu nó mình nhớ. Mà chưa chỗ này chỗ mình ngồi coi vậy đó. Cô ơi khổ lắm, cô ơi tới hồn nó cần người ta thì biết. Chứ ta nói nghe thì cái giỡn nè, tu cái gì thì được cái đó mà vẫn thiếu cái khác nghe. Tôi biết đó không? Ví dụ như tôi thiếu pháp là tôi chỉ giúp người ta về trí tuệ thôi, chứ còn ba cái vụ mà khác là không còn tính. Ví dụ như ông sư có bị cái bệnh này nặng lắm nè, cứ ngồi ăn mà ta đút cho tặng họng đó, cơm bưng nước đó nó quen, không có nhớ cái chuyện phải cho ra. Cái gặp người ta đừng rằng như này, nó bụng lén lén nghĩ thế nào cũng do mình cái gì, hiểu không? Cái đó mình cái rất là bậy. Rồi Phật tử gì khi nghĩ là ông sư không cho cũng kỳ, đó cũng cái bậy đó, kêu là cái tiền lệ xấu. Rồi tu suốt đời vậy đó, cứ nghĩ là lúc nào cũng nghĩ là gì mình nhận người ta. Chứ nghe mới có câu chuyện là có ai cái rằng đó, chết tao chứ là mũ tập diêm dương. Như không bây giờ tụi mày bị đớp bổ nhiễu lên trời lên cõi người làm người đó lại, mày muốn cái gì nói là tao đau ủ tiên tao ra tao vui nè. Cái thằng nó nói dạ con cả đời không chỉ muốn làm thằng nhặt như thế, còn kia nó hình nếu nó vậy thôi con xin làm nó thằng cho, chứ giờ thằng nào cũng chèn hết thì sao được. Thì ông Dương nghe vậy xong trong chiều với xíu là ông nhặt nó này nghe nè, cái thằng này nó muốn suốt đời nó chỉ muốn nhặt mà muốn cho lên cho đem lên để cho nó đầu thai lận mày. Còn cái thằng này thì nó muốn cho mà muốn nhận trở lại mày giàu để nó cho thằng này. Cái chuyện đó thì có thể là chuyện cười, nhưng mà vậy đó rất là quan trọng, rất là quan trọng, hiểu không? Vì sao? Vì cái giá trị của một con người nó nằm ở cái chỗ là anh đã cho ra cái gì, chứ không phải là anh có cái gì, anh nhận được cái gì nó quan trọng, mà cái khả năng cho ông anh á, tôi hiểu thông minh giùm chút đi. Bởi vì ai cũng thích nhận hơn là thích cho, nhưng mà mình quên một chuyện là cái giá trị thật của một con người nằm ở cái khả năng cho chứ không phải là khả năng nhận. Vì sao? Vì một cái thằng bại liệt nó vẫn có khả năng nhận đúng không, nhưng mà nó có khả năng cho không? Thì nó cho cái gì? Nó cho tất tả đó. Nó cho tất tả thôi, nó cho cái gì? Cho cái gì luôn? Nó cho đó thầy. Cho cái gì? Là con nuôi mấy cái người bệnh liệt giường. Mà nó cho con cái gì? Nó cười. Không, họ cho cái sườn cộng tác của họ. Ví dụ như con mật họ có... Được. Có muốn làm người cho đó không? Hả?
Có muốn 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 nằm để cho không? Cái đó nghe này, nghe này, cái đó là ngượng, cái đó là nói ngượng, nói ngượng. Ví dụ như hiểu hiểu chữ ngượng không? Chữ ngượng ví dụ như là bây giờ tôi biết là các ông nghĩ hay các mẹ có lớp xạo, tại nó có cái chữ, nó có cái chữ rất là nặng. Mà tại vì tôi không có tiện, tôi thì vừa tôi không có tiện nói đây. Tiếng Việt Nam nó có cái chữ để gọi cho trường hợp đó là nói chống chế. Còn cái thể khanh đó, khi mà nó cái miệng nó dẻo đó thì nó để chống chế, đặt ra cái đó nó xài cũng được. Còn có nhiều người họ chống cái này, họ nói là họ cho tôi cái gì đó, cái họ cho tôi cái cảm ơn, họ cần nói là con cảm ơn mới đúng. Cái lỗi cho nói kỳ nữa là vì chỉ cho con cơ hội rồi đó, với cô cái con nghĩ trong bụng thôi, chỉ còn nói la làng nó cười chết đi nó dám. Mà trời nó xạo, nó xạo chú mùi rồi vậy. Bỏ thằng xạo thì phải là lên mới lên cao được. Chứ còn mình là nói cái góc mốt bây giờ nó muốn nhận chú tài là cho chú tài nói. Tôi biết cái thứ mình nói xạo chết là cái gì không? Làm ca sĩ. Yeah. Tết tới đi. Suốt đời là thương vay khóc mướt, biết đó không? Không biết hả? Hút chuyển kiếp đi. Có nghĩa là gì? Nó mới về đánh ghen ngoài cửa nè, nó mới về đánh ghen xong là nó vô đây nó chỉnh trang rồi nó thì miệng bắt đầu nó hát chiến đầu hoàng hôn. Mà trời đất ơi, tôi đã ước sao con tàu đừng đi, mà nó ra búa thằng ghe bị tàu cán chết. Mà đôi khi nó hát là chiến đầu hoàng hôn, ví dụ như vậy, gọi là một chiến đấu nó mới cầu ghe rất cái bay, mà nó vô nó hát một chiến bay đêm. Cho nên cái thứ của nó dốc á, chết làm ca sĩ hết. Nhưng mà cái điều nghe tôi đâu, tôi giỡn cho bà con tỉnh, chứ bà con biết tôi nói cái nào nghiêm túc, cái hiểu không? Cái chuyện mà nó dốc mà làm ca sĩ, cái đó là tôi nói đùa. Nhưng mà cái này có thiệt là cái thói quen nó dốc theo là cái quả không có tốt. Chứ thật ra tôi có con, tôi có bà xã, cũng như để dọn đi hát. Mặc dù là tôi cũng không có coi thường nghề làm hát, từ cái nghề móc cống tới là nghề làm tổng thống. Nhưng mà không. Tôi có những cái từ nói nghịch thiệt. Có điều là không bao giờ tôi cho bà xã tôi đi hát cái gì xạo quá đi. Tôi biết đó, khi mà mình hát nó xạo quá, có về mình nằm cạnh đó mình cũng không biết nó thiệt hay giả. Ví dụ như tôi có đọc báo về mấy da mà bạc tử thấp y á, chở mổ trước ngày mổ riết tối mà chở ngủ cái bên bà xã vừa vuốt cái là không biết, chẳng biết không biết là đưa dao vô chỗ nào á. Thì ban ngày thì mình mổn sát quen á, chỗ này có mô là chỗ này hõm thì lắp dao chỗ nào đi cho nó gọn, rồi lấy cái bằng chứng ra. Thì tối hồi nằm ông lần ông xã bà xã thì vừa chụp tới họ thì chừng nhớ cái chuyện mà đưa dao chỗ nào nó quen. Chứ khi tôi nhớ đó là lần đầu tiên mà tôi xài cái iPhone á, tôi ra đường tôi gặp cái gì mà không rõ tôi tích lại cho nó lớn nè. Mình ngồi lái xe, mình đang lái xe mà gặp cái gì nhỏ cái gì thôi, thấy gì đèn đỏ, không phải chuyện giỡn, không phải chuyện giỡn, chuyện gì các quan trọng chết người đây nè. Khi ta thường xuyên sống chết với cái gì thì đó chính là con người của ta. Nhớ nó lớn chuyện lắm. Cho nên trong kinh nó mới nói có bốn loại nghiệp, đó là thường nghiệp, tức là cái nghiệp nào mà mình cứ làm thường la như thầy giáo có bóng trắng bản đen, hiểu không? Đó là gọi là thường nghiệp. Trọng nghiệp tức là những cái chuyện thiện ác mà lớn lao, chuyện thiện ví dụ như là mình cất chùa hay là mình cứu mạng ngay, đó là nghiệp. Còn chuyện ác là mình đốt chùa hay là mình giết ai, được mình cứ hiểu được là thôi. Mà nói gì thiện ác cũng nhớ chị. Chúng ta gặp mặt mình nói cười. Mà bởi con giáo bắt đầu lớp học chắc là có nghe dạng rồi. Bây giờ bắt đầu lớp học thì cũng phải kêu cả lớp của mấy em mười bên đây học cái đông lớp học cái bữa này 13 em của chị vỗ tay kêu dương mẹ David. Bữa nay là vừa bị tốt, đưa một bà cụ qua đường, cả lớp vỗ tay. Biết sao cái cô giáo bắt đầu lớp học thì 12 đứa giơ tay lên, nó thôi cô, tụi em cũng muốn xin cô tưởng thưởng tụi em. Họ thưởng cái gì?
nó đưa mấy đứa em mười mấy đứa đưa một bà cụ qua đường, cái anh nói một bà cụ mà tại sao cả lớp đưa, nó dạ bà không muốn qua. Nó hiểu trong đầu là cứ đưa qua đường là mấy bước, thế là người ta đang đi ngon lành nó đẻ ra nó kêu. Bà cụ phải dậy, phải dậy như điên, nó không có màng, nó bị nó cứ nghĩ rằng đưa qua đường là coi như xong. Thế là mười mấy là nó đè và già cái giác là qua đường nó vô nó tính sổ con giáo. Ở đây là mình học đạo là mình đã trên 18 tuổi rồi, mình phải hiểu là thế nào là nghiệp thiện, là những cái nghiệp, là những việc lớn bé được thực hiện bằng sáng uống nước có dĩa có nắp, còn cái chiều không dĩa không nắp. Không mà cũng không dám nói, nói cái gì nó chết nhiều mà nó chế đến được cái dĩa biết sao. Cái giật cái niềm cái gì thì cũng làm. Em tôi sắp qua đây là người ta nói tôi thế này, dân Việt Nam cái gì cũng dám nói, dân New York cái gì cũng dám mua, dân Sydney cái gì cũng dám làm. Không nghe đồn nữa. Mà cái gốc từ đây. Ok, tôi nói là nghe lại. Nghiệp thiện là gì? Là tất cả những lời nói, suy nghĩ, hành động lớn bé được thúc đẩy, được tác động bởi lòng lành, hiểu không? Thì đó là thiện nghiệp. Còn ăn cái ác nghiệp thì lật ngược lại. Suy nghĩ, lời nói, hành động lớn bé nào được thúc đẩy, được tác động bởi ý xấu, thấy chưa? Còn thế nào là trọng nghiệp? Trọng nghiệp tức là nghĩa là nghiệp thiện, nghiệp ác nào đã định nghĩa thiện ác rồi, đúng chưa? Bây giờ chỉ ghép cái chữ trọng như thôi. Trọng cái này lớn, trọng nghiệp có nghĩa là nghiệp thiện, nghiệp ác nào mà hội đủ ba cái yếu tố cho đây. Một, đối tượng đó là ai? Đối tượng tập thể thì cái quả lớn hơn đối tượng cá nhân. Đối tượng đức độ thì cái quả nó lớn hơn đức độ, hơi lớn hơn cái đối tượng tào lao. Kém đức độ hiểu, nó đơn dữ trời, đơn tập thể luôn. Muốn gọi cái nghiệp đó là lớn, có không phải là lớn hay bé, là dựa vào thứ nhất là cái đối tượng của hành động nó nhắm tập thể hay cá nhân, đúng chưa? À, và cái đối tượng đó là đối tượng đức độ hay là đối tượng tầm thường. Thứ ba nữa đó là tâm tư của cái người đang thực hiện cái nghiệp đó, nghe kịp không? Nửa gió từ cái hổ. Cái chữ tác ý là một trong những cái chữ mà tôi chửi ra rã ba năm nay mà chúng nó vẫn xài hoài. Tác ý nó từ cái tiếng Phạn, nó là manasikara. Cái chữ đó nó không có dùng như chỗ này, mà chỗ này nó xài chữ chia tánh na, kể không? Cái chữ tác ý này nó có nghĩa là trong 13 cái hài sáng, nhớ không? 13 cái thành tố tâm lý đó, trong đó nó có cái tư và cái tác ý. Cái chetana và cái manasikara hai cái khác nhau cái này. Bây giờ nghe tôi nói nè. Cái gì có thấy người ta cầm mũi khoan không? Cái screwdriver, cái mũi khoan phải không? Đó. Vì nhắm đến cái mục đích, nhắm đến lý do nào mà tôi mới dùng cái mũi khoan đó? Cái hiểu không? Vì nhắm tới cái mục đích lý do nào, phải có mục đích lý do tôi mới dùng cái mũi khoan, tôi mới dùng cái đó này, đó là về tánh nè. Còn cái mắt nó đi ra đá đó, là tôi canh làm sao mà cho mũi khoan nó được đặt qua đây, đặt qua đây mà nó phải đây, hiểu không? Tôi làm cái một việc mà khoan lỗ này một cách cố ý, chứ không phải là ngẫu nhiên, không phải là vô tình, không phải là random, nghe kể không? Một cách cố ý chứ không phải là đi tôi cầm tôi nứa tay tôi bấm kè kè, phải là cố ý. Tôi cố ý là tôi vùi cái lỗ ở đây để tôi bắt cái ốc. Thì cái cố ý đó gọi là manasika đó, là tác ý. Còn cái chetana đó là tôi vùi lỗ đó để làm cái gì? Hai cái này khác hay giống? Khác phải không? Ok. Thì tôi làm ơn từ đây về sau tôi lại quý vị bỏ dùng cái chữ tác ý. Cứ buồn buồn là sắc ra xài, buồn buồn là sắc ra xài, mà xài lộn xài hoài. Giống như Việt Nam có nhiều cái chữ nói trật mà tôi nói từng rồi không cố, tôi nói tức là cháu ngoại nên nói suốt luôn mà không biết sửa. Mình đi nhờ xe, mới đi nhờ tàu, mình kêu là cái gì đi gì? Bỏ giang. Bỏ giang.
Rồi vị nào vừa nói thì im, vị cứ hỏi cái đáp nào chưa nói gọi là cái gì? Cái gì vậy? Không, cái gì gian? Tôi nghe có người nói có gian đúng không? Có nghe không? Có. À, lấy tôi có gian xe. Họ nghe không có kỹ. Họ nghe nói có gian, họ nói cho quen miệng chứ họ không có để hiểu cái điều quá gian là cái gì. Quá là quá. Quá gian nghĩa là đi nhờ một đoạn thôi. Chứ không phải là đi hoài, cái đoạn dọc mới đi, mới là đi lì, đi lâu. Còn cái quá gian là đi ngang xong đi có hút ngắn thôi. Nghe chưa? Rồi. Nghĩa là đi nhờ đi tạm một đoạn. Mà cứ nghe ta nói mà không hiểu. Thứ hai, cái trái mà đắng đắng mà sành sùi mà nó căng kia là cái gì? Qua. Qua. Nói chậm chậm. Khổ qua. Được, còn cách khác nữa. Khổ qua. Dễn sạc. Dễn sạc. Rồi rồi. Hủ trong tiếng Hán, trong tiếng Hán nghĩa là thúi. Qua là dưa. Hủ qua là dưa thúi. Khổ qua mới là dưa đắng. Khổ là đắng. Hủ giống như hủ bại. Hủ là thúi nát. Hủ bại là thể nữ. Mà cái kêu hủ qua riết mà tôi nghe hủ qua con nó đừng có ăn dột đi. Nó không kêu nên cho ăn hủ qua nó dột đi. Thì bà nó hỏi tôi kỳ chưa, tôi nói khổ qua thì ăn mà hủ qua thì dột. Bởi vì khổ qua là cái đắng đắng em ăn, còn cái hủ qua là đem dột. Mà cứ suốt đời cứ đèm mà tại bà biết thích ăn cái đó. Đắng thích ăn biết đời chát chua ăn cho nó liền. Điện lưỡi để nó lên lên đây nó chịu khổ. Mà coi coi như là cứ lộn mà nói suốt luôn. Cho nên trọng nghiệp là cái nghiệp thiện ác nào mà được mình thực hiện nhắm vào cái đối tượng đức độ hay không đức độ, tập thể hay cá nhân, và cái tác dụng của hành động đó. Có hiểu tác dụng không? Ví dụ như là mình muốn giết cái nhân vật đó, cái nghiệp nó nặng á. Bảo dù giết thành hay không thành nó chuyện không biết, nhưng mà cái ý của mình là mình muốn giết người đó chết, hoặc là mình làm cái gì đó mà mình muốn nhắm đến đám đông. Hiểu? Ví dụ như là mình nghèo thôi, mình nghèo quá, mình giàu từ các nguyên cái này rồi mình gắt máy lạnh cho tập thể họ tới đây nghe tháng rồi thì, còn mình nghèo quá mình chỉ mua cái tấm mà tấm chùa chân, tấm chùa chân bằng sơ dừa đó. Mình nghèo quá mình chỉ mua đó, mình mua để làm gì? Bà con tới đó họ chùa dài. Hiểu, công đức lớn vô cùng mà không phải ngoài dạy nó biết rồi. Mình nghèo thì nghèo nhưng mình vẫn phải làm cái việc nhắm tới đại chúng được, chứ không có mắc mớ gì mà phải làm chuyện lớn. Nghèo như quỷ mà đâu mà tiền đâu mà làm chuyện lớn. Thì thôi gì mình bắt chước bà Teresa của Thiên Chúa, mình có đắp. Khi ta không thể làm được việc lớn thì ta có thể làm cái chuyện lớn bằng làm việc nhỏ bằng cái trái tim lớn. Để kịp không? Còn một tướng Việt Nam khi không thể làm chuyện lớn thì khả năng làm lớn chuyện. Cái đó là lộn, cái đó là học lộn, lộn sắc, ngủ lộn thuốc. Tôi nhắc lại bà đây xem. Khi không làm được chuyện lớn thì ta phải làm chuyện nhỏ với trái tim lớn. Thế là nó về nó kêu bà con ai tiêm phòng là đi làm việc thiện hết là không được. Là việc nhỏ với trái tim lớn, là nãy tôi nói là một cái tấm chùa dân bằng sơ dừa, hoặc là nghèo rất nhiều trò làm đó. Mà chính vì tôi đi dạng tôi hay lo người nghèo, cho nên đệ tử ruộng tôi còn thứ bán vé số không nè. Đi dạng bao nhiêu năm không cách được cái cốc. Còn mấy cái ông nghèo ông lo ông thương, đặc biệt bên Mỹ mà đệ tử mà neo nó giàu dữ lắm. Chuyến đi về tôi đổi đối tượng. Tức là ở ngoài cửa lót là chỉ ở đây for only, gọi là for nail only thôi, cho làm dân làm nail thôi. Thì là nhiều cách lắm, nghèo quá mua mấy cái ly giấy bằng form, ly dĩa bằng form, hoặc là giấy ba cái mà giấy napkin, giấy su clean đấy. Mà biết mỗi lần có pháp hội mình mua để một đống tờ vàng cho nó xài, hiểu. Còn không mua một đống giấy nước suối, nghèo mà để mấy chục bạc để cho nó xài. Mình tuy mình nghèo như đó vẫn là cũng quả nghiệp lớn, bởi vì cái đó cho đại chúng, hiểu. Chứ đừng cứ nghĩ là tôi nghèo rồi cái lũi thủi vô gấp cái gan trốn mất, cái đó là bậy. Thật ra đó, chúng ta hoàn toàn có thể làm nghiệp lớn, nghiệp lành với một cái này.
Như trong kinh nó Bồ Tát Thích Ca Mâu Ni trong đời quá khứ ngày gặp một Đức Phật chánh đẳng giác ở đời lúc ấy chồng lúc ngày nghèo dữ lắm, mà ngày hồi đầu ngày cũng sống bằng cái suy nghĩ của người đời đó, là ông này đệ tử ông đông mà dân giàu chắc ở mình không có giòn, mà sau mấy lần ngày lén lén ngày nghe pháp ngày nghe cái lời Phật thì cũng cái đạo này đâu phải đạo dành cho người giàu mà đạo là dành cho thằng cổ tiến hiểu ngày kia ngày khô ngày nghe ngày hiểu thì cái đạo là phải dành cho người giàu mà đạo là dành cho người có trí. Mà khi người hiểu thì hiểu thì vẫn nghèo, cho nên là người ta mới có câu thế này là đừng tự hào vì sao tôi là đừng tự hào là tôi nghèo mà tôi học giỏi, mà phải hãy tự hỏi vì sao tôi giỏi mà tôi vẫn nghèo. Hiểu không? Thì Bồ Tát ngày mới suy nghĩ mình nghèo quá mình làm được cái gì, làm sao ngày đi làm công người ta chỉ cho ngày số tiền nhỏ thôi, ngày mua một chén mè về ngày ra thì là phong chén mè mà bữa bữa đấy bác nó đại gia nó đứng như nguyên tung tung tung, thì ngày mới đứng ở ngoài vòng ngoài cầm cái chén mè này, ngày mới suy nghĩ con nghe Phật pháp con hiểu Phật pháp thì Phật lực là vô biên, tâm chúng là phước điền. Nếu hai cái này có thiệt, nếu Phật lực là vô biên, tâm chúng là phước điền, thánh chúng ấy nè, chỉ còn cái đăng bây giờ đang làm. Phật lực là vô biên mà thánh chúng là phước điền, mà nếu có lòng lành thì công đức vô biên. Nếu ba điều này có thật thì con xin không có một hột mè nào bị rớt mà cắt Đức Phật mười đã là mấy lớp người xa. Vừa khất xong Bồ Tát Thích Ca Mâu Ni cầm cái bát mè cầm rải không rớt một hột Đức Phật chánh đẳng giác và cả mấy chục ngàn người tăng đều có hột mè hết. Thì ngài thấy như vậy là da gà da vịt nó nổi cuồn cuộn cuồn cuộn, mà tôi đọc đó tôi còn sốc, mà sốc lắm, kiểu sốc mà sốc kiểu positive á, nó đã lắm. Cho nên trong bây giờ cận tử đó, chỉ mong là quý vị ra đi trong cái niềm vui mà nó rừng rợn hiểu không? Mình sống làm sao rồi mình chết, mình chết bằng cái sự mà sung sướng. Có ba kiểu chết, một là chết với cái thiện sung sướng, cái chết thứ hai là chết trong sự chán chường buông bỏ, và cái chết thứ ba là sợ hãi tiếc nuối. Thì cái chết một là quá tốt, chết mà bằng cái sự sung sướng rừng rợn là cái đó đã đạt. Còn cái tệ thứ hai nó là chết bằng cái sự chán chường hiểu không? Thầy trong kinh nó còn dạy này, nếu không chết được cái bằng cái kiểu chết một thì kiểu chết bằng kiểu chết hai, có nghĩa là nghĩ rằng cũ rồi nặng nề rồi hôi hám rồi dơ bẩn rồi mỏi mò mòn lắm rồi thôi đi lấy cái đồ khác xài, ra đi bằng tâm trạng đó, nó vẫn lành hơn là cái trạng thứ ba sợ hãi hoặc tiếc nuối liếng lưu hước hước không chịu đi nằm ngáp ngáp hoài tốn nước biển hiểu không? Cho nên nó là tiếp nước biển không cái mặt khờ cái khẩu kỹ thì là cái trọng nghiệp đó là nghiệp gì ta, trọng nghiệp là cái nghiệp thiện mà lớn bé lớn nặng thiện ác. Cái nghiệp thứ hai là thường nghiệp, tức là những cái nghiệp nào mà con cứ làm hoài và mỗi ngày. Bởi vì cho nên tôi muốn cái này nói vô tư, không có ý dụ thị này, nói thiệt tôi muốn làm thiền viện mà bữa nay đã đủ tiền rồi, là muốn bà con qua đó được làm quen với các truyền thống, ai muốn theo thầy học ok, thích thầy Đức Minh thì qua đó vẫn lấy cốc được ở đó rồi tôi theo kiểu thầy Đức Minh hiểu không? Chỉ nói chuyện nhỏ theo Upanishad vào đó cứ tu Upanishad, đó là cách một. Cách hai đó là mỗi khóa mình đều mà mình thỉnh điều gì bản thứ về dạy, rồi cái hướng ba là ông nào dắt mình đi ông nó cũng dạy mình hiểu không? Là bơi mở cái alarm lớn chút như vậy thì đó. Nhưng mà một cái nữa tôi muốn có thiền viện là sao, bà con cứ tầm một hai tuần lễ mà nghe tâm vọng động không có yên, nghe lời nấu dài ba nồi cơm trắng sáng sớm khi ra ngoài đường đó, sáng nào cũng có đi đỏ đường biết ai đi không? Đâu tăng ni cứ đi ngang vậy, là cứ ra mình làm những ngày hai nồi nồi 10 lít gạo thì cứ làm dừng hết hai nồi, bắt đầu vô rửa tay nước chân là tắm, đi tắm rửa ngồi thiền xong rồi bữa sau ra làm hai nồi thì quý vị làm khoảng chừng 5 ngày 7 ngày đi tắm nó sạch đó, lại tâm nó có nhiều cách để giữ để cho chánh niệm nó đi về lắm. Cách một
là xem coi mình có hứa ai cái gì hoặc là có làm phiền ai mà chưa xin lỗi. Nghe kịp không? Lúc bên đây bây giờ quý vị sống phóng vật, quý vị không có biết cái chuyện đó nó quan trọng lắm. Bình thường quý vị chỉ chửi cha nó sao vô tùm mình ngủ kia, nó giận giận kẻ nó mình lâu mình ngủ. Mà mai mốt gì mà thiền nó không có gì nó nhảy lắm. Mình lỡ làm ai phiền mà chưa xin lỗi, lỡ hứa ai cái gì mà chưa làm tròn, cái tâm nó không yên, cái vị đó lúc đó nó very sensitive. Nghe kịp không? Khi mình tu lâu ngày chánh niệm mình nó dày nó mạnh đó, nó rất là sensitive. Cho nên mình trong kinh dạy mình á, cách tu tâm nó có hai: một là giữ cái tâm như nền gạch, và có lúc phải giữ tâm như nền đất. Có nghe này chưa? Giữ tâm như nền đất là sao? Đất với bụi nó là một, đúng không? Cho nên có bao nhiêu bụi rớt xuống á, thì cái nhà đất, biết nhà đất không, nó vẫn tỉnh bơ, bởi vì đất với bụi nó là một. Thì cũng có lúc hành giả phải giữ cái tâm vững dưng trước mọi sự ở đời. Đây vô thường, thằng chửi cũng vô thường, tiếng chửi cũng vô thường, nguyên tố vô thường, rớt lên cái vô thường, tất cả đều vô thường. Hiểu không? Thì trường hợp đó được gọi là tu, tu biến tâm như nền đất. Hiểu chưa? Còn tu biến tâm như nền gặp là sao? Có nghĩa là có lúc mình cần một cái khả năng sensitive để cho cái gì nó xuất hiện là biết ngay. Có hiểu không? Người ta ở ngũ giác đài cho nên người ta đi thí nghiệm một cái hệ thống cửa rất là đặc. Bây giờ biết họ còn xài mấy không? Có nghĩa là họ xài cái laser đó, cái ánh sáng đó. Bất cứ cái vật gì đi ngang á, mắt thường không nhìn thấy, nhưng mà chỉ là cái vật gì đi ngang mà nó cắt đứt cái ánh sáng đó, là cái alarm đó, nó rèo. Có hiểu đó, biết đó, biết được không? Tức là lúc đó họ không cần cái gì hết, nó kêu là cái motion sensor đó. Có nghĩa là cái ánh sáng laser nó có nhiều kiểu, nhiều cả, thì cái nó lựa cái cả mờ nhạt nhất. Tức là khi mà nghĩa là mắt thường mình nhìn không thấy, nhưng mà hãy mình đi ngang, mình cắt đứt cái dòng ánh sáng đó, thì tự nhiên là cái alarm bảo. Tức là phải đến một lúc cái alarm nó nhạy như vậy đó, thì cái tâm được đi dai như vậy. Khi mà đến một lúc nào đó hành giả, tôi nghe tôi nói thì chậm, hành giả biết niệm xứ đương nhiên không có thành thông. Muốn có thành thông có tu sát mặt hàng. Nhưng một hành giả biết niệm xứ mà tu miên mặt tinh tấn nghiêm cẩn lâu ngày thì họ cũng có được khả năng bén nhạy gần như thành thông. Thí dụ họ ngồi nói cho họ chánh niệm tỉnh giác, nhưng họ ngồi nói chỉ người trước mặt, họ đoán người trước mặt nghĩ cái gì chính xác, họ biết gì chuyện rất là lạ, bản thân họ không có thành thông. Nhưng mà họ chánh niệm, niệm thân, niệm thọ, niệm thân mà lâu ngày, người sinh hoạt nhẹ nhàng, chính xác, cẩn trọng. Niệm thân lâu ngày để người luôn luôn làm được cái chánh niệm. Còn cái niệm tâm, niệm thọ, niệm pháp lâu ngày, mình chẳng những cảm nhận được mình mà mình mơ cơ hồn cảm nhận được cái người khác nữa. Mình cư xử rất là phải phép, rất là chừng mực, rất là đẹp, rất là điệu, chỉ vì mình hiểu được mình rồi, từ đó đã hiểu được người. Cái bén nhạy nó lâu ngày nó lan tỏa ra cho người khác. Cho nên quý vị phải tin một chuyện, đó là cái từ trường của cái lòng người. Tại sao cái tâm mình không có khả năng cảm được người khác là quý vị nó yếu, nó lăng xăng. Nhưng mà quá là mình nổi điên lên thì người ta nhìn mặt mình, người ta muốn giọng mà, biết không? Tại vì cái thân mình nó đủ mạnh để làm cho cái mặt của mình nó ra lửa, hiểu không? Nhưng mà đó là pháp ác, còn cái pháp thiện mình không đủ. Cái pháp thiện mình nó không đủ để cho mỗi lần mình có thiện tâm, người ta cảm nhận được cái làn sóng mà gọi là positive wave, cái về không nhận được. Bên Thái Lan có một vị thiền sư ngày nổi tiếng là tu tập từ tâm. Ngày chưa cần nói, ngày chỉ ngồi, người ta nói đảnh lễ là nó mát như một vùng vậy đó. Người ta chỉ lết lễ cần là nó mát. Ung thư á, đau lắm, lại gần ngày đâu có đụng, ngày chỉ nói, ngày chỉ cầm cái quạt, ngày quạt thì thôi duyên đến thì đi, không có gì phải sợ, quạt cái là bỏ hết đau ngủ luôn. Hay thì ở Y Sản, trong rừng núi Y Sản nó có con voi dữ lắm, trong rừng nó ra nó phá làng đó. Thì tình cờ lúc đó ngài đi hành đạo gần đó, thì người ta mới nói ngài, cái ngài nói đâu có ai giữ đâu, tự mình giữ trước người ta mới giữ, không giữ. Ngài nói vậy đó. Cái người ta nói con nó tin là mấy con người thì còn bị cảm, con thú chứ nó cảm lòng từ không nổi, thì nó mình không thử sao mình biết. Thì ngài hỏi thường ngài nó ra đây lúc nào, mà nói sao mưa nó hay ra lắm. Cái ngài nói tôi không có ý khoe, nhưng mà tôi muốn cho bà con tin rằng tâm từ nó có sức mạnh. Thì ngài mới
hỏi chỗ chính xác rồi ngày ra ngày ngồi đó. Thì sau mưa đó, cái mùi đất nó mát mát, mùi rẫy nó thơm thơm, tràn ở trong tràn mò ra như cái núi đi đường lưng vậy nè. Ngày ngồi gốc cây, ngày đứng thì ngày nhìn nó, nó đi tới ngày, ngày em đi tới nó. Mới chậm lại, nó thấy mát, nó theo mình hiểu là nó feel cái cảm giác ở trong kinh nói khi cái người đức lòng từ đủ mạnh á, họ cảm nhận được kêu lại gần mình á, họ cảm nhận có cảm giác như con về với mẹ vậy đó. Có gì có tin nó có thiệt, nó mát, mình nhìn người đó nó lành dữ lắm. Sẵn đây tôi nói luôn, cái này khó tin mà có thật. Tại sao người đẹp mà có sức hút? Bởi do trong kinh đó là do một cái phước kiếp trước là cái phước từ tâm, hoặc là một cái phước giúp người, cho nên đời sau sinh ra giàu họ cải chớn bằng trời. Nhưng mà cái nét mặt đó là nét mặt của người lành, cho nên thường những người phụ nữ đẹp hay cuốn hút tụi tôi lắm. Cái đó không, cách tôi nói thì nói đùa, nhưng mà thực tế không, con mắt người đẹp thường nó hay hiền, mặc dù nó sao đó nó vừa hẹp vừa mắt nó hiền, nhưng mà nó hay thích móc tiền ở dưới đây là diễn ra. Đấy là cái mắt nó hiền, nó như nai. Còn cái nai gì thì mình nai ít hay là cứ nai mà nai gối nhân đụng bông thôi mình không biết. Thì ở đây ngày mắt ngày lầm lắm, ngày nhìn đó, nó tính quỳ xuống thì ngày mới cái tay ngày rờ cái đầu. Ngay cái lúc đó một cái thằng phóng viên ở bên Bangkok á, nó nghe đồn nó mò cái nó cũng rình, nó rình coi lại nó chụp hình ngày từng tấm mà để nó về nó đăng báo. Thì lúc ngày vừa rờ nó chụp cái flash của nó đó, coi vô nó hết hồn, nó chụp ngày nó dập ngắt. Bởi nên từ đó tôi đi đâu gặp mấy thằng đeo máng ghét dữ lắm. Thì nó không như có chuyện không, ở có cái nhà xác kia mà tôi vô cái ông Phúc Duy cũng vô làm một cái bài phóng sự về xác phần nhà xác. Thì ông thấy có hai cái xác đen thui à, thì ông hoặc thành một cái xác thì co đứng sợ hãi, cũng có xác như tôi cười. Ông mới hỏi thằng giữ nhà xác, ông hỏi cái này bị làm sao mà đen thui vậy, ông thì bị điện giật, ông bị trời đánh. Nói ông nào bị trời đánh, ông cười cười á. Trời đất, nó cười nó không, cả đời đâu có biết quen biết ai, bữa đó bị trời nhát tưởng được chụp hình cười. Cái này là chống, chống là buồn ngủ với cái này mà dần cái này mà giãn mà nơi trầm người ta nó chết thẻ đó. Thì tôi nói riết giờ tôi không nhớ tôi nói cái gì luôn, mà nó lạ là nguyên một cái đám đông mà tôi hỏi là không ai biết nhắc. Ví dụ như là hồi nãy tôi nói tới cái gì rồi tôi kể cái gì đó ha, ok tôi chỉ nói cái sức mạnh nội tâm thôi, có nghĩa là khi mà anh ác thì anh có một cái sự lan tỏa. Mà tôi còn nhớ từ khoa học nó gọi là bioplasma. Đó là cái từ để nó dùng, tôi biết là tin để nó diễn tả cái hào quang. Cái bioplasma là sao? Tức là khi mà người ta bây giờ người ta chụp được cái đó, có nghĩa là khi anh nổi nóng thì anh có một cái quần sáng, cái màu nó khác. Và khi anh vui, anh vị tha, cái quần sáng nó khác. Cái điện não của mình, cái hoạt động của nó tạo ra những thứ mà mình gọi là hào quang. Mà vì nó quá yếu, nó quá mờ, nó quá nhạt, cho nên mình không thấy. Chứ thật ra cái chuyện đó rất bình thường mấy khách, có nghĩa là mình thấy một cái tép tỏi thì nó sẽ tạo ra một cái không gian mùi không giống với một cái không gian của cái hoa lại, hiểu không? Cái chuyện đó vô cùng quá không mấy khách. Cái tép tỏi mà nếu là đập dập dập á thì có người nói với tôi là nó kỳ rắn, tôi không biết, tôi thấy người cũng kỳ luôn. Thì mình tu không phải là để mình tạo ra cái tác động cho người khác. Bị lộ chuyện mình tu một cái tuần kia là mình giải quyết cái thằng người này trước đã. Nhưng mà mình phải tin một chuyện, đó là bên cạnh cái chuyện mà mình làm thiện làm ác cho riêng mình, còn có một cái điều thứ hai nữa, đó là mình làm gương cho người khác nhìn. Bởi vì trên đời này gương nó có nhiều cách. Gương là để cho người ta nghe mình nói cũng là gương, mà người ta nhìn mình để người ta bắt chước cũng là gương, nghe kiểu không? Rồi người ta nhìn mình để người ta bắt chước là gương, mà người ta nhìn mình để người ta tránh đừng có giống như mình, lúc đó mình cũng là gương. Hiểu không?
cái chữ gương nó nhiều nghĩa lắm, nhiều cách gì trong nhiều trường hợp lắm, chứ không phải gương chỉ là một, thì mình làm gương xấu hay là gương tốt. Cho nên chiều nay tôi tiếp nối bài giảng sáng nay, bài giảng sáng nay là tôi phân tích vũ trụ và con người theo cái giáo lý A Di Đà là sao. Nó gồm có hai phần, đó là phần vật chất và phần tâm pháp. Phần vật chất có nghĩa là từ núi sông cây cỏ cho đến thân xác con người chỉ nằm gọn trong bốn đại, nghe kịp không? Nhưng mà bốn đại đó mình phải định nghĩa theo cái định nghĩa của Phật pháp. Đất là cứng, mềm, nặng, nhẹ, mịn, nhám. Nước là tan, chảy, quấn, tụ và kết dính. Lửa là tất cả các nhiệt độ. Tất cả các nhiệt độ, dầu lạnh bằng trời hay là nóng bằng người ta, thì tất cả đều là nhiệt độ, là lửa hết. Chữ lửa phải hiểu là nhiệt độ. Còn gió là tất cả những gì nó, những cái gì, những cái trạng thái nào xê dịch, di động, áp suất và thúc đẩy. Xê dịch, áp suất, áp suất không? Ném rất xua. Xê dịch, thúc đẩy, áp suất và thúc đẩy. Tới đâu đây? Như vậy thì bốn đại cộng lại được gọi là nền tảng vật chất cho mọi sự ở đời. Từ như thân xác con người cho đến những gì bên ngoài chúng ta trong thiên nhiên nha. Thì trường hợp đó được gọi là bốn đại. Bây giờ tới tâm pháp là gì? Tâm pháp là gì ta? Tâm pháp là những gì thuộc về đời sống tâm linh của chúng ta, đời sống tinh thần ấy. Đời sống tinh thần của chúng ta nó gồm có hai: một là tâm tốt, hai là tâm xấu. Thì tâm tốt và tâm xấu nó có cái cấu tạo căn bản giống nhau, còn nhớ không? Một là Benowin cộng với 13 cái neutral factor, tức là 13 cái tâm sở trung tính đó. Thì tâm thiện, tâm ác đều giống nhau cái này, tức là 1 cộng 13 hết. Nhưng mà nó khác nhau chỗ cái đu, cũng giống như nấu nồi canh, cái phần căn bản giống nhau là nước, muối và bột nêm. Thì đây là cái phần căn bản của tất cả các loại canh, nhưng mà cái phần đuôi là không giống nhau. Nước, muối, bột nêm mà cộng với khoai, ta gọi là canh khoai. Nước, muối, bột nêm mà cộng với rau, ta gọi là canh rau. Nước, muối, bột nêm cộng với các loại trái thì ta gọi là canh bầu, canh bí, canh mướp, canh hủ qua. Rồi, như vậy là mình có được thế, cái bản đồ sơ sơ thế nào là tâm và vật, hiểu chưa? Rồi, nhưng mà riêng cái phần mà tâm thiện là gồm có hai nhánh, nhớ không? Có nghĩa là 1 cộng 13 cộng 25 đó là thiện, nhưng mà lại có hai nhánh. Nhánh 1 là của cái người hiểu được bốn đế là gì, thì cái thiện đó nó không có cho quả, bởi vì nó là một thóc đã luộc rồi, vì nó ớn quá rồi. Nó ớn quá rồi. Nói cách khác dễ hiểu là ở đời có lúc mình cho mà mình muốn nhận, có lúc mình cho mà mình muốn nhận lại, có không? Có. Ví dụ hiểu hả? Ví dụ như mình lột cái viên kẹo cho nít ăn, mình không mong nuốt lại cho mình. Mặc dù có lúc mình lớn lên có nhiều trường hợp mình muốn ăn chung viên kẹo với ai, có không? Thì người nó giống như mình biết liền. Nhưng có trường hợp mình đã cho nó ra mình không muốn nhận lại, đúng không? Có không? Ok. Thì vị thánh y chang vậy. Ta thương con rồi, dạ con cho, ta cho con nhưng ta không muốn con trả lời ta. Dạ là hai. Trong kinh nói cái điều này nghe rất là nghịch lý, nghe rất là kỳ. Cúng dường bố thí cho cái người nào mà lòng họ không có mong cầu công đức lớn, công đức rất lớn. Mà mình bố thí cho người nào, cái đối tượng nào mà cái lòng họ nó có cái ý trong đời đó, công đức nhỏ, hiểu không? Lạ lắm, đạo mình như thế lạ lắm. Tức là khi cái lòng mình không muốn cái gì hết, thì lúc bây giờ mình lại trở nên khả kính, làm đối tượng phước điền. Còn lúc mà cái lòng nằm, lúc nào cái lòng còn mong mong là người ta sẽ thế này, sẽ cái kia, thì lúc đó bây giờ tự mình sẽ trở thành ra là một cái chậu đất khô, chứ không phải là cái ruộng phước phiền như. Có phân biệt hai cái này không? Cái chậu đất là đã nhỏ rồi mà còn bị khô nữa. Nhưng mà nếu mà mình không có cái lòng trong đời đó, thì lập tức mình trở thành ra là một cánh đồng phiền như, để cho người ta hoa hồn ta gieo. Cho nên là trong kinh đó là tại sao thì A La Hán là cả kính là đáng cúng dường, là bởi vì
các ngài không có trông đợi cái gì từ cuộc đời. Còn mình á, cái kẻ mà được cúng dường á thì cứ mong người ta cúng, còn cái kẻ mà cúng á, thì mong nhận được phước lớn. Hai cái mong này cộng lại thành thành công đức nhỏ, nghe kịp không? Cái tên mà ngồi nhận đó thì nó mong cái tên mình cúng nhiều hơn, còn cái tên mà quỳ dân á thì nó mong là mỗi đó sẽ được phước nhiều hơn. Hai cái mong là cộng lại thì không bao nhiêu hết. Còn cái này mới ghê, có một lần đó Đức Phật ngài đang ngồi ở chùa mà ngài có thiên nhãn, ngài nhìn thấy ở một ngôi làng xa tí tí tè đang có một cuộc cúng dường được diễn ra. Ngài nói với chúng ta: này các tỳ kheo, hôm nay ở nơi cuối cái miền chim bao ngày có một lễ trai tăng hội đủ các tiêu chuẩn để làm nên công đức cực lớn, đó là kẻ nhận cúng dường là xá lợi mất một kiền liên và 500 la hán, kẻ cúng dường chỉ cúng dường vì lòng tôn kính chánh pháp, tôn kính Thích Thanh Tăng Chư Đăng chứ không có cầu công đức. Hai cái một bên là mình là đứa nhận mong, đứa cúng cũng mong công đức nhỏ xíu, cộng với người nhận buông mà người cúng cũng buông, hai cái buông cộng lại thành nguyên một buông. Đặc biệt đọc cái chuyện đó cái khiếp khiếp lắm, cái việc khiếp lắm, đọc cái đó hiểu kinh như vậy mới thấy thì ra đời sống chánh pháp là buông, nội dung chánh pháp là buông. Bởi tôi hay kể hoài câu chuyện mà ông hòa thượng thấy chùa gây gỗ nhau đó, ông mới kêu một tử hùng tiền đúc cái chuông khác, một tử nói cái chuông này được mà thầy nó không, cái chuông này mỗi lần đánh nghe kêu cái chữ bon rồi chen bon chen không có tu được, mà đã đúc cái chuông mà không còn bon mà là nghe chữ buông đó thì cái chùa này mới yên. Thấy câu chuyện nó lắm và tôi thỉnh thoảng cũng nói đùa một tử nó đấy, kêu cái chuông không đúng mà kêu cái buông mới đúng, nghe kẹp không, bởi cái nặng cũng ôn hết. Nhưng mà kia đó là cái buông, là mỗi lần người ta nghe lòng mở, tai cũng mở. Và tôi còn đề nghị cái trống không nên dịch là trong, mà mình dịch nên dịch là empty. Dịch vậy thế nào thằng Mỹ nó cũng nó biết mình dịch đặt, thì lúc đó mình mới lấy cái gì mình giải thích cho nó nghe. Hiểu không? Mới biết đạo thì mình ghi to give, biết đạo rồi là to give up. Đa phần là chỉ biết to give, mà chưa giết phước nhỏ kiếp ấp phước mới lớn. Cho nên tôi có một cái đề nghị mà nhỏ nhỏ thôi, nếu người Mỹ một năm có ngày Thanksgiving Day thì mình một năm có một ngày Forgiving Day. Bỏ được thì bởi vì đạo Phật là buông. Có người trong tất cả những người tu Phật có hai tu đông cỡ nào cũng chia thành hai nhóm, nhóm một tu để thành thánh và nhóm hai tu để không còn phàm, không còn làm phàm. Hai nhóm này chống người khác. Cái đứa mà tu để thành thánh nó hơi thương mại, nó commercial. Tu để được cái gì đó để được. Đôi khi tu không phải để được cái gì mà để không còn phàm nữa, nó tốt hơn, nó an toàn. Là vì sao? Là bởi vì mình là phàm, mình biết rõ mặt mũi của cái phàm nó ra làm sao. Mình tu gì nào mà không thấy cái phàm nó còn sót nữa là ok. Còn cái thứ mà tu nó mong thành thánh, từ nhỏ lớn đâu có biết thánh vuông tròn dài ngắn ra làm sao. Rồi bữa nào nó thấy lạ, nó tưởng nó là thánh, rồi nó cứ biết nó ra mà nó mua xi măng về nó đút cái tò nó ngầu thấy mụn nậu luôn. Mà cái định tôi gặp rồi, tôi đã gặp rồi, cứ gặp mình là nó cứ nổ banh xác luôn, là coi như là nó là đệ tử của cái ngày nào trong quá khứ đã chết 18 đời còn dương rồi. Người tử nghề, tôi nói là phải có thuốc tôi chết luôn. Người tử nghề hộ tâm, người tử nghề giới nghiêm. Cái chuyện mà đệ tử ai nó quan trọng, mà quan trọng là mình đã học được cái gì, mà đã tu được cái gì, và mình đã buông được cái gì. Chứ có cái chuyện mà mình là đệ tử của ai, cái chuyện đó là chuyện không có quan trọng. Vì sao? Vì ông thầy có vĩ đại là ông thầy, chuyện của ông thầy, chuyện của mình là chuyện của đứa trò nè. Mà đa phần người tử Việt Nam, cái chuyện khoảng con bé xíu thế nó cũng không hiểu ra. Có hiểu không? Tôi ngày xưa tôi học nhạc với Phạm Duy, tôi học nhạc với Trịnh Công Sơn, cái chuyện đó không quan trọng. Chuyện quan trọng là bây giờ đó, đồ rây miếng tôi có viết, tôi có ngã hàng được hay không? Hay là tôi vẽ giống như mấy cái dây điện ngoài đường, có hiểu không? Tôi học với ai cũng quan trọng. Mà cái quan trọng là tôi bây giờ tôi đã ra cái giống gì rồi. Đa phần nhạc sĩ Việt Nam đều không có trường lớp để biết đó không? Tôi là tự học không?
Nguyễn Văn Đông, Trịnh Công Sơn đa phần. Còn ngay cả ông Phạm Duy cũng không có trường hợp, ông chỉ là auditor, là cái gì? Là bàn thính viên ở bên Paris thôi. Muốn muốn giỏi tự nhiên nó giỏi, chứ nó không phải giỏi là việc, mặc dù người ta nói là danh sư xuất cao đồ, ông thầy giỏi thường có những học trò giỏi, nhưng mà những học trò giỏi chưa chắc là phải có thầy giỏi, có hiểu đó không? Hoa hậu đều là người đẹp, nhưng mà chưa chắc người đẹp đều là hoa hậu, có phân biệt ra cái này không? Cát làm thủy tinh làm từ cát, nhưng không phải cát nào cũng làm thủy tinh, nghe kịp không? Đấy, cho nên á, tôi giảng đó tôi quên rồi. rồi tôi đang giảng, cứ thấm nhắc tôi đi đường liên lạc hoài. Thường nghiệp là cái gì mình làm hoài, trọng nghiệp là cái nghiệp thiện ác mà quan trọng. Rồi tôi giải thích tại sao gọi là quan trọng, nó có ba: một là đối tượng, hai là nội tâm của người làm, và ba là cái tác dụng của việc. Cái thứ ba là khinh thiểu nghiệp, tôi có là những cái nghiệp thiện ác mà mình làm lai rai, đúng không? Lâu lâu cái ngừng đèn đỏ, thấy hôm nát móc ra cho $2, lái xe đi tiếp. Một năm làm được 3 lần, 6 đồng bạc, hiểu không? Đó gọi là kinh hiểu. Hoặc là lâu lâu nghe ai nói xấu, ai cái mình cũng góp, da nó sẽ không được, em cũng nghĩ vậy chị. Cái lâu lâu làm tiếp tỉnh vậy đó, hùng áp đầu vô. Cái gì với Việt Nam mà cái máu kia máu tám mạnh lắm, tám mạnh lắm, cái hiểu đó không? Tức là ai làm gì hay hay mình cũng hùng vô, mà ai là bao mình cũng hùng nữa. Cho nên các vị để ý cái này quan trọng kinh khủng nè. Người không tu tứ niệm xứ không tin và không biết chuyện này. Tại sao mà có những ngày mình thức dậy mình vui, mình biết chuyện gì mà nó cứ vui, người nó khỏe, có biết đó không? Nó mát mát rồi, thấy trăng thanh ban ngày, thấy trời xanh mây trắng nắng vàng, thấy ai cũng đẹp, ai cũng dễ thương, vui quá vui. Bữa nay mà đi quyên tiền mới được hơn. Nó vui quá, người nó khỏe, ăn cũng ngon miệng. Vì sao? Vì cái phước nghiệp thiện quá khứ đó, nhằm ngay cửa nó trổ, nghe kịp chưa? Ủa, bữa đó ngồi thiền mới vậy, bắt cái chân vô là niệm cái rẹt nó thành tựu như ý, rồi để biết là đau đây, cái bằng tọa mình đây, chánh niệm đầy đủ hơi ra hay vào nội tâm mình, thân thọ tâm pháp đều thông suốt. Muốn niệm thân là nó ra thân không sót cái gì, hơi thở ra vào dài ngắn biết rõ. Niệm thọ là khổ là tư ý xả thọ, niệm rõ ràng nó sót. Niệm tâm là người sao là tâm, tâm thiện, tâm ác, tâm dục, tâm thiện, tâm tánh đều rõ. Đấy. Nhưng mà nó có những bữa trời nó bực, ngủ ghẻ với ai chọc ghẻ thì mình biết, mình giận ông bà ông giải gì, mình ngủ ghẻ cho nó bực quá, nó nghe thằng kỳ đó, để nhìn cái gì cũng dữ, người ta dọn đường niệm tâm cho mình bây giờ mình nhìn cũng buồn ăn, người ra cửa thì giờ nhìn trời đất thì nó ghét quá, người nó đau nó rêu tùm lum hết, mà ngồi thiền cũng không xong, mà vô lễ Phật cái tâm nó cũng không được xu nữa, hiểu không? Bởi ác gì nó trổ. Bởi vì trong một ngày Buddha chúng ta phải được chót. Thì đó là trong một ngày như vậy 24 giờ đồng hồ, trừ ra lúc mình ngủ thì phần lớn thời gian còn lại đều là tâm tầm bậy hết á, biết không? Thì tôi hỏi quý vị, khi tâm xấu nhiều thì cái quả xấu cũng nhiều theo, có đúng không ta? Rất là khoa học. May bây giờ biết đạo, may là bây giờ biết đạo mà tâm xấu vẫn nhiều hơn tâm thiện. Điều đó cho thấy rằng trong quá khứ mình tâm thiện quá ít so với tâm xấu, đúng không? Chính từ đó là suy ra, hễ tâm xấu nhiều bao nhiêu thì cái quả xấu của mình phải gặp nó cũng phải nhiều bấy nhiêu chứ. Nghe kém chưa? Cho nên đừng coi thường mấy cái khinh thiểu nghiệp, tức là mình chút. Suốt một ngày như vậy là tâm ác mình nhiều lắm, mà phải có gan nhìn nhận cái đó chứ không. Con thì cứ bẩn bẩn là niệm Phật à, niệm miệng không mà bỏ cái trong đó. Ở ngoài áo lam, ở đâu là dao lam, nó không có xài được, hiểu không? Cho nên nó là niệm cái niệm tự ở trong niệm ra, chứ không phải niệm ở ngoài niệm vô. Ngay cả bệnh, có những loại thuốc mình hoa ngoài, có những loại bệnh mình hoa ngoài da, những loại bệnh mình uống đánh ở trong đánh ra, có những loại bệnh lừng là mình phải gây mê đè nó ra bằng mổ nữa kìa, chứ không phải thuốc nào cũng là xích ngoài da, hiểu không? Ok, đó gọi là khinh thiểu nghiệp.
Còn cái nghiệp thứ tư đó là cận tử nghiệp. Đấy, ví dụ là cái mạt này. Cận tử nghiệp đó là những cái nghiệp thiện ác mà được thực hiện lúc mình đang hấp hối lâm chung. Đó. Thì trong kinh ghi thế này, trong các loại nghiệp đó, mỗi cái nghiệp đó đều có một sức mạnh riêng. Thí dụ như đối với người sắp chết thì cận tử nghiệp nó rất là quan trọng. Tức là lúc mình cận tử mà lúc đó không có làm cái nghiệp gì nổi bật thì lúc đó cái anh trọng nghiệp á, trong mấy chục năm trước anh sẽ đứng cái vai trò tiếp theo. Tức nghĩa là nếu mà lúc cận tử có gì đặc biệt á thì cũng nghiệp cận tử. Mà nếu không có cận tử nghiệp đặc biệt, không có trọng nghiệp đặc biệt thì cái anh thường nghiệp, anh thường nghiệp cái gì mà làm hoài đó, anh sẽ nhảy vô anh đưa mình đi. Mà nếu không có anh đó thì mới có anh thứ tư là kinh thiểu. Kinh thiểu nghiệp. Thì trong kinh nói trường hợp nào kinh thiểu nghiệp được phát huy tác dụng, đó là khi kinh thiểu nghiệp được hộ niệm. Cái người chết được hộ niệm, người cận tử được hộ niệm. Ở đây phải nói rõ theo năm tông, chỉ có cái người cận tử chứ không có cái kẻ chết rồi nha. Còn một tử nào tại Việt Nam mình nó đa phần là chết rồi là ngắt cũng tụng luôn. Trong kinh điển Pali 16.000 trang không hề có một cái trang nào nói rằng Đức Phật và Chư Tăng cùng nhau đứng quay quần xóm xích bên cạnh cái xác lạnh ngắt để thuyết pháp về tụng kinh, không bao giờ có. Toàn là đến thăm vịnh và họ trợ niệm cho cái tên đang ngắt ngắt. Và không phải ai ngày cũng làm gì đó, để biết rằng người này có nghe được, có hiểu được, có làm được thì ngày mới làm. Chứ còn mình nó bình thường, mình biết mát, mình không phải thì chùa có mình hai chị em mình phải thôi, tới hồi mát cắt cáp đi rước thì chùa về. Lúc cái mát nổi điên, mát muốn chửi thề mà mát không có nói ra được. Mà mình không biết, mình biết tha thú, mình đứng tha thú thôi. Mà mình không biết rằng mát mà đang nổi dịch trên kia. Cho nên ông thầy khác tôi không biết, là với riêng tôi mà những người mà họ đến hỏi tôi nói không, bà cụ ông cụ lúc sống có phái đám không có tóc hay không, xin hết. Nếu mà không quái thì làm ơn đi xa xa dần, chứ lúc người ta đang thênh thang đường ngay mà gặp cái đám này vô nó nổi điên lên á. Và cách đây mới mấy bữa thôi, người ta cho tôi coi một cái clip là đứa em gái đang trợ niệm cho người chị hấp hối. Mà bà chị là coi như là tay bắt cánh chuồng rồi, cái cánh chuồng không tay dày rồi, mà cái mắt coi như là nó còn xấu hơn mắt này nữa. Nó hết anh rồi, mà đứa em nó cứ là quy phạt quy phá quy tăng, mà bà cứ mệt lắm rồi, mà nó ghét đập mấy chị. Thì lúc đó là nó gửi tôi coi clip bằng qua cái Messenger. Cái tôi nói cái này like không, nó dạ like, tôi là để liền tôi nói đừng có ép người ta đọc theo mà mình đọc cho người ta nghe, chứ đừng ép ra. Thứ hai, hỏi người ta có muốn nghe không, muốn hãy chết nháy hai cái, còn nôi nháy một cái, còn nó không có nháy được thì thôi để cho nó im, cho nó đi ra đầu. Hộ niệm là phải có kinh nghiệm, chứ còn mình thông thường mình giúp người ta đó, mình giúp theo cách mà mình muốn chứ không có quan tâm đến chuyện người ta muốn hay không, hiểu không? Mà cái thứ đó nó gáp gáp, nó tức muốn điên luôn. Chẳng hạn như có cái anh dặn anh chết, anh làm Atula, mà anh về đứng đầu giường khóc ri, chịu đó. Em nói em đã hết cách thịnh chư tăng tụng kinh cho anh, rồi em chăm chọc cho anh, rồi em còn xúi anh niệm Phật tụng lưng, mà tại sao anh chết anh làm Atula là sao? Anh nói trời ơi, anh em biết anh mà anh là dắt em vào đạo, anh quý chư tăng nghĩ lắm, anh thích nghe kinh, thích nghe pháp, anh cảm ơn, anh biết em thương anh biết lắm, mà anh chết làm Atula là tại sao anh biết không? Lúc đó em quỳ lên bàn tay của anh nháy hoài em quỳ. Tức làm ở tu la chứ gì cái quỳ gối của em. Anh bị đỏ không phải là vì ác nghiệp mà vì cái đầu gối của em. Mà dòng cái thứ của em càng thương em càng miết cái đầu gối mà em 180 pound mà anh thì là một nắm xương, mà em miết cho nó tròn cái gì mà anh chết là vì cái đầu gối. Không, cái chuyện này nó có nửa đùa mà nó có thật. Cái chuyện thật là nói vậy, là người hộ niệm không biết cách đã làm cho cái người được hộ niệm á ra đi trong tức tử và đau đớn. Vậy nó có thiệt. Còn ví dụ mà tâm bắt được phao là chưa làm có phao.
nhưng mà hiểu không, là cách hội niệm mình á, là tôi đã tôi nhìn, tôi nhìn hiểu đáp ngộ lắm. Thế mà má mấy ngày nay cũng ăn mình đóng ruột, mình mới đổ xăng mà bả lúc bả thở không ra hơi mà cái nước vô bả thở không được, bả muốn trống là bả thở mà mình cứ đè xăng mình đổ vô thứ nó chết, nó siêu tôi chết liền, nó tức quá mà lúc đó nó muốn thở, muốn lấy hơi nó thở mà mình thì lại đè nước mình dậm vô, uống đi má, uống đi má. Mà mình thấy mấy môi má khô thì mình cũng có nở, mà thêm quả dịnh cho mày ba tận rồi nó sống bằng cái gì, mình cũng nóng ruột, thấy môi khô rồi mình múc nước xăm đó để vô. Mà Việt Nam lại sai lầm càng nói càng xa. Nó có hai cách uống thuốc bổ, ở đây có bà dược sĩ mà tôi bữa nay uống rượu bữa, có hai cái uống. Một là uống để bổ sung cái thiếu, hiểu không, là đó là cách uống khoa học, cách uống của Âu Mỹ. Còn Việt Nam mình á, thấy bổ là đè ra bắt mẹ ăn, có cứ nhà già mới ăn thì đi mới ăn bổ. Việt Nam mình là bảy tàu ao nhất vũ trụ, nhất cái hệ mặt trời. Ngày mà nó nghèo nó đói nó ăn rau luộc thì thôi, mà rồi nó già nó đè mà má nó ra bán đồ bổ, mà nó không hề biết rằng đồ bổ nó không có phải tốt như mình nghĩ. Cơ thể con người mình nó y chang chiếc xe đó, có nghĩa là dầu mình có cân chiếc xe cách mấy nhưng mà chiếc xe nó cần 18 cái bù lon liền, 18 con đủ rồi. Chứ không phải mình thương quá mình mua nguyên một núi bù lon gì mình nhét trong chiếc xe đó, nó hiểu không? Nó chỉ cần 18 bù lon, thiếu một con thì mình mua mình lắp vô, còn mà nó đủ rồi thì đâu stop here, no more. Còn Việt Nam mình đó là cứ thấy bổ là đè mà già ra dặn vô, cho nên cứ già là chết yểu, già chết yểu, mà nó không biết tại sao nó tiễn ra mộ rồi nó không biết tại sao nó chôn người ta nữa, là vì chết vì xăm, chết vì yến, chết vì lập nhung, chết vì ba cái linh chi linh chít chiết gì đó. Bởi nó từ cái ngày đó tôi tụng tám biết, tôi nghe biết, tôi cái ăn mà giống gì nó thấy yến không, mà cái yến chứ cái yến giả nó xài toàn là trồng trắng trứng gà không à. Cho nên là Phật pháp dạy ta một điều, cái này không phải là chỗ để đổi nó, mà là còn là cái chỗ để suy nghĩ nữa, đa phần dùng là chỗ đổi nó không mà. Thì mình hộ niệm cũng phải có kinh nghiệm đó, nên nhớ lúc đó nó ngáp ngáp, tâm người chết leo lét như đèn trước gió, như kẻ chết đuối đang quơ vào tìm cái phao. Thì lúc đó mình luyện cái gì thì người ta chụp cái đó, mà nếu mình luyện nhằm cái tào lao là chết người ta hiểu. Mà vì lúc bình thường không chịu hiểu cái đó, không chịu nói chuyện với người nhà, ăn rồi chổng mong đi kiếm tiền, tới lúc ngáp ngáp thì con nó đối xử theo cái kiểu của nó, đừng trách. Có con phải dạy con về cả tinh thần, về tri kiến, chứ không phải thương con là để tiền một túi cho con nó vừa ăn mà nó vừa cười mình ngu. Chịu canh tiết đời Tống Bến Tàu có một câu rất là hay: tử tôn tự hưởng, nhi tôn tự hưởng như Trung Quốc, mạc giữ nhi tôn tác mãn ngưu. Con cháu nó có cái phước riêng của con cháu, đừng vì con cháu mà làm trâu ngựa cho nó. Cái câu đó rất là sâu, rất là Phật pháp, rất là Phật pháp. Có nghĩa là thương con, thương vợ, thương chồng thì phải làm tròn trách nhiệm, nhưng không nên vì họ mà làm trâu làm ngựa mà quên đi cái trách nhiệm với bản thân. Nên nhớ chúng ta như một bầy chim, chiều to ở cứ chiều thì gom về ổ, sáng mai mặt trời dậy bắt đầu một ngày mới, mỗi đứa một hướng bay. Cái đó là một sự thật. Cái cơ hội làm người nó đã khó thì cơ hội gặp nhau nó càng khó hơn, đúng không? Cơ hội làm người nó đã khó rồi thì cơ hội mà gặp lại nhau nó rất là khó. Trong kinh nói muốn gặp lại nhau phải có tứ đồng, đức tin là cái chánh tính nó giống nhau, giới hạnh giống nhau, bố thí giống nhau và trí tuệ giống nhau. Giống thì nghĩa là tương đồng, đức tin, bố thí, giới hạnh và trí tuệ, bốn cái này mà nó có giống nhau thì cái cơ hội gặp nhau nó sẽ lớn. Còn nếu thương nhau bằng trời mà bốn cái này nó chênh lệch nhau thì gặp lại nhau rất khó, mà nếu có gặp được rất là éo le, như kiểu mà Trương Di Mị Nương gặp làm gì, hoặc là nó đầy đặc như là chữ Đồng Tử với Tiên Dung, hoặc là bi đát như Đồng Thủy Mị Châu, còn như Kiều Phong với Ai Châu, còn như tôi đây. Sao mà nói quý vị với tôi mà là quan hệ Ai Châu thì không cũng thay được, để ra nó cũng có gì phút đồng đèn, mình thì nó chỉ có nồng cũng có đèn. Ok, bây giờ tôi ôn lại bài học hồi sáng.
con đường sanh tử nằm ở trong cái con số 10, 13, 14, 25, kể cả 13 nữa cha, có 13 nữa. Tức là 13 cái trung tính đó. Trong đó nó có cái intention đó, và cái investment, hai cái đó rất là quan trọng. Cái investment tức là cái jetana cũng intention là cái manasika đó nha. Thì tất cả đều nằm trong đó. Thiện ác buồn vui đều từ đều đi ra từ mấy con số đó, đi ra từ cái con số 10, 13 và 24, 25. Đức Phật cũng có 10, cũng có 13, nhưng mà 13 ngày là thóc đã luộc. Ngài đã hiểu rõ cuộc đời này là khổ. Hiểu bốn đế nhớ sáng mình học không? Mọi thứ là khổ, thích cái gì cũng là thích trong khổ đó. Ngài biết rất rõ cái đó, mà ngài biết bằng máu, bằng tủy của ngài, chứ phải biết bằng cái kiểu mà biết bằng môi, bằng miệng, mà kiểu biết vẹt, biết cưỡng, biết két như mình. Cho nên với một người một vị A-la-hán, các ngài không có tiếp tục tạo nhân sinh tử. Còn riêng chúng ta thì sao? Vì chúng ta miệng nói vậy thôi, chứ trong lòng cũng ngầm thích cái này, thích cái kia. Tôi cho các người biết cái này trong một đơn, biết ghê này. Bắt chước người ta nói đời là vô ngã vô thường, nắm níu chi cái không đáng, giấc thành sở hữu tướng giai thị hư vọng nói như két. Chứ các vị biết cuộc đời nó có mi phối nhiêu cái ngọt không? Thu nhập mình nơi một tháng làm gì có người nào mà thu nhập 20.000 một tháng? Đã vì có giờ mặt cũng khổ biết liền. Trên đời nó có những người mà một năm họ vô cả tỷ kìa. Rồi thì sao? Stephen chết, chết để lại 5 tỷ cũng tức tưởi mà đi. Cái chết ông ở hai, ông qua bên Thụy Sĩ 2 năm, ông về Ba Sen ông chữa bệnh cancer, có biết gì đó không? 2 năm trời để cùng chết. Cho nên trong kinh nó cái hạnh phúc của cõi người nó mong manh lắm. Trong khi trong vô số vũ trụ nó có những cái cảnh giới mà nó sướng như tiên, mà rồi thì sao? Mãn thọ rồi thì nó trở về đơn vị gốc. Đơn vị gốc là cái chỗ thấp nhất. Đây là bệnh này. Dạ. Nó đổ mồ hôi, nó có lạnh. Giờ nó tắt chết liền. Rồi á. Nghe tôi nói nè. Do tiền nghiệp, ông nói người chết không làm gì. Do tiền nghiệp, tức là nghiệp cũ, khuynh hướng tâm lý và môi trường sống, nhớ không? Chính ba cái này nó mới khiến cho chúng ta khác biệt nhau trong từng phút hiện tại, hiểu không? Bởi vì cái background của mình á, cái background của mình vô không giống nhau. Cho nên là dầu cùng cha cùng mẹ, nhưng mà mỗi phút mình đều ngồi, ví dụ như mình cùng tạo một nghiệp giống nhau, mình cùng nghe pháp, cùng tụng kinh, cùng bố thí, cùng phục vụ, bla 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 giống nhau hết. Nhưng mà cái basement, cái background của mình khác nhau, trên cái quả khác nhau, chính vì quả khác nhau nên mặt mũi không có giống nhau, giống nhau. Dầu người ta nói tụi nó là twin, tụi nó là song sinh, tụi nó là giống như hai giọt nước, nhưng mà hai đứa ráp lại coi nó có khác không? Tôi gặp thân sinh nhiều rồi. Người Do thiên hạ Việt Nam có cái đặc nó dốc, nói hay hay, nói cường điệu á, là giống như hai giọt nước làm gì giống này nó cũng khác cả. Trong kinh đó hai vị chánh đẳng giác có điều có 32 tướng tốt giống nhau hết, nhưng mà hai cái mặt khác nhau, có hiểu cái đó không? Hoa hậu 18 và hoa hậu 19 đều là người tuyệt sắc nhưng mà có khác nhau không? Bên là Trần Lộ Liễu, bên là Nguyễn Thị Lâm Ly gì đó. Bạn khác mình nhìn thấy hai cô mặt khác nhau hết. Vậy đâu đó hoa hậu mà giống nhau không? Mỗi cô đẹp một kiểu. Một cô thì là Thúy Kiều, một cô Thúy Văn nha. À, khác nhau hết á. Và vì sao? Vì cái nghiệp của chúng ta không giống nhau, tâm hãy cái nghiệp không giống nhau, khuynh hướng tâm lý không giống nhau, nó dẫn đến thiện ác không giống nhau. Cho nên cùng làm một việc phước, cùng hướng tới một đối tượng, cùng một thời điểm, cùng một thời gian, cùng một nơi chốn, cùng một cách thức, cùng một lễ phẩm, cái gì cùng vẫn khác, vẫn khác. Bởi vì cái căn cơ của hai người không giống nhau, nghe không giống nhau. Chư Phật là điểm giống nhau nhiều lắm, nhưng vẫn có thể phải có điểm khác. Để lúc còn là Bồ Tát, còn là Phàm thì hai Bồ Tát sẽ giống nhau được. Còn ông nặng về trí, ông nặng về đức tin, ông nặng về trí tuệ. Và trong cái đám mà nặng về trí lại khác nhau nữa. Có một ông trí là nặng về thiền định, coi nặng cái thiền định, ông nặng về học hành, nghe kể không?
Còn có ông học không thiết tha lắm mà thích hỗ trợ người khác học, thí dụ như vậy. Thì mỗi cách nào cách miễn là dung bồi trí tuệ. Thì có những người Phật tử mà tôi biết thì họ có những người họ đến với đạo mà không thiết tha trí tuệ, mà họ thiết tha cái phước chứ không thiết tha cái huệ. Phước là tích cầu đường, in làm cầu làm đường, đào giếng, in kinh, đúc tượng, đúc chuông, xây chùa, xây miễu, nghe ai bệnh, ai hoạn, người già, trẻ con, cơ nhở, cô đơn, là thích giàu như làm phước. Mà chớ là nghe họ ngồi học giáo lý bữa nào vô họ ngáp rách miệng luôn, muốn người nó bị mất ngủ đi thầy thợ bác sĩ chữa không hết. Tôi mới đem vô đây dạng 3 phút được ngủ ngay chùa. Rồi nó lạ lắm, tức là có nhiều người là họ vô chùa họ đi cầu phước chứ phải cầu nguyện. Nhưng ngược lại có những người là nghe nó đâu có người thiền, nó đâu có giáo lý, là nhà tới học mà kẹo chạy ra nước. Có người thì vô chùa là phái cầu nguyện, tức là cứ thấy ngừng xe đó là lên đây chúng nó thắng, mà không biết xin cái gì mà xin ai mình không biết, mà nó thắng lâu lắm, thắng lâu nghe này ba cây của chùa thôi của họ mượn qua cúng Phật đó mà nó thắng lâu. Nhiều bữa nào mà góp nghe bả đem vô bả làm tới khuya luôn. Ở đó ở Sài Gòn tôi có biết cái bà tôi đang ngồi được cái gì vì viên luôn, có cái lớp học anh văn cho mấy sư, mấy sư đang học, tôi thấy có cái bà đó vô phải nói gì chưa trụ trì á, để chú định nó mới được. Rồi thôi thì lát sau tôi vừa học rồi đây sẽ viết liếc đấy bạn, cái đại đồng chung, cái chung lớn mà đút cái đầu vô nó lấy cái đầu ra mà làm đâu cả chín cái vậy đó. Tôi chịu hết nổi rồi. Cái tôi có một ông sư bạn lại hỏi cái gì vậy cô, cái cô nói dạ con xin sư trụ trì đánh chín tiếng chuông mà sư không cho, bây giờ con đút ra đút vô để thay thế chín tiếng chuông, vì con có khánh rồi là khi mà dỗ mẹ đó là con phải đánh chín tiếng chuông ở cái chùa mà nổi tiếng nhất, cái chùa là chùa Trụ Sở, mà sư nó đánh vậy ta tưởng lễ, nó kéo cái chùa không có lễ nó chửi chết. Thôi sư không cho, sư nói thôi đánh cái chuông nhỏ nhỏ đi. Thì lúc tôi mới nhớ cái chuyện mà đứa bé gái mà nó đi học ở trường đó, nó nói thưa cô em muốn đi tiểu, cô nói không, con gái không nói vậy gì, muốn nói là thưa cô em muốn đi muốn hát là cô hiểu rồi. Cái từ đó về sau mỗi lần nó muốn đi toilet là nó thưa cô em muốn hát, nó rồi em đi hát. Tối nó về nó ngủ với ba, nó nói ba con muốn hát, cái ba nói khuya hát thì con nó không, con muốn lắm thôi hát nhỏ nhỏ vô tai ba nè. Ba xin đánh chuông mà ông chủ trì không có cho mà phải chấp. Tại sao phải vấn đề phải kể chuyện cười, vấn đề là tại sao mình phải chấp, mình lại Phật là niệm cái đức của Phật. Mình lễ Phật là mình lễ cái đức của Phật, cái hạnh lành của Phật, chứ không nhất thiết là phải đánh chừng đó tiếng chuông rồi phải xin tâm rồi phải thân phải đốt nhang rồi sắm xong như một cái mâm lễ là vừa gồm ngũ quả bao nhiêu thứ trái bao nhiêu thứ mình đã lựa rồi. Nếu mà chuyện này quá con hứa con cạo đầu. Nó đã ăn sâu vào cái tâm thức của người Việt Nam. Người Việt Nam đến với đạo không phải là bằng trí mà bằng niềm tin. Và tôi đã nói 1 tỷ lần mà Phật tử Việt Nam vẫn cứ đơ ra. Có một điểm khác biệt duy nhất giữa thánh và phàm, đó là thánh nhân hiểu rất rõ cái điều mình tin, cho nên tin chết bỏ cái điều mình hiểu. Còn phàm phu á không hiểu lắm cái điều mình tin nên không tin lắm cái điều mình hiểu. Có hiểu không? Có hiểu không? Tại sao hôm nay mình đi chùa mà tại sao mình không có hành đạo một cách bán mạng, bố thí bán mạng, tin Phật bán mạng, là tại vì mình không tin lắm. Về suy nghĩ là đi, ví dụ như bây giờ nói nghe nó giảng tứ niệm xứ là cũng hay quá, hay quá. Rồi tối hồi ổng đi mất rồi cái ổng nói thôi chứ ổng đâu có hành đâu. Rồi bật là có ông bà nói tới ghét nữa. Mấy thằng bán vé số có nào trúng số đâu, ai trúng nó đâu có trúng, hiểu không? Mà đường đường mấy thằng bán bánh bao tới giờ nó ăn ăn bánh bò các bạn, bán bánh bao bán cơm tấm tới giờ là ăn hủ tiếu, bán cơm tấm thì chơi không có thằng đó, nó cũng làm ăn buôn bán lắm, siêng năng á mà nó cứ nghèo hoài nhỏ bộ mà em không biết là sao anh duyên vậy, mờ đất đi bán tối bệnh mới về mà anh cứ nghèo anh thì anh bán bánh cam mà anh mua bánh bao năm mà không giàu nổi, hiểu không? Đó là cái câu, đó là câu của nó nói lên cái bản chất của người Việt Nam mình, bản chất của người không chịu học đạo.
Và cái chuyện mà đến với đạo không học đạo, chỉ muốn tin đạo, muốn tin mà không học, đó là cái tâm thức cơ đốc giáo. Bởi vì bên Phật giáo mình, cái Phật dạy đừng nhắm mắt tin theo những gì sư phụ dạy, truyền thống để lại, được ghi chép trong kinh điển, mà hãy suy xét xem điều đó thiện ác thế nào, hại ta hại người, lợi ta lợi người là sao. Còn mình tin căn kinh thánh thì nói phúc thay cho kẻ nào chưa thấy là tin. Nhưng mà theo được căn hiểu phúc thay cho kẻ nào chưa thấy đã tin. Còn bên đạo văn mình phúc thay cho kẻ nào đã tin rồi còn ráng tìm hiểu cho thấy. Cho nên trong cái hồng danh trong tiếng Pali mà con không học thì đâu biết đó. Nó có cái câu là ehi pacico, có nghĩa là cái đạo này thách thức mọi thử nghiệm. Cái đạo mình nó lạ lắm, càng tìm hiểu càng hành trì thì càng tin. Còn những đạo khác càng tìm hiểu càng hành trì càng giỏi, càng đi tới càng thấy bức tường phía trước, càng đi tới càng thấy hoang mang hai vị quan kinh. Đối với cái đạo mình đó, cái Phật pháp khi mà mình tìm hiểu, khi mình hành trì mà mình thấy nó trục trặc thì mình mới suy nghĩ đạo trục trặc hay mình trục trặc, hiểu không? Tôi nhớ chị nữa là trên một chiếc bay dân dụng, chiếc bay dân dụng thì sắp tới giờ bay thì hành khách được thông báo đã thưa quý khách, đây là chiếc bay dân dụng đầu tiên không cần có phi công, cả hai chế độ lái và hạ cánh, taxi và landing đều là tự động 100%. Mãi cho đến bây giờ thì chiếc bay chúng ta vẫn hoạt động tốt, không có gì trục trặc trục trặc trục trặc. Bà con tái bé mới có cái announcement mà nó đã trục trặc thì một lát nữa nó bay như thế nào rồi nó sẽ landing kiểu gì, nó kiểu gì. Và nó mới tới, mới announcement và đến bây giờ đến anh thiếu nào nó vẫn không có gì trục trặc trục trặc. Nhớ thế này, hành trang chúng ta mang theo như thế nào thì nó sẽ khiến cho hành trình của chúng ta phản phất cái bóng dáng của hành trang. Cái hiểu ra không? Bởi vì tôi biết có nhiều người không có kinh nghiệm đi xa, hành lý mang theo hầu hết là những thứ không xài được. Cho nên có một cái tip tức là cái lời khuyên của một chuyên gia đi du lịch ấy. Ông khuyên thế này, đa phần chúng ta đều bị cái bệnh là đặc điểm những người mà không kinh nghiệm du lịch, không có đi nhiều thì hay mang theo những đồ không cần thiết. Các bạn hãy làm thử theo hướng dẫn của tôi một lần thôi. Trước hết, hãy chọn lấy những món mà mình thấy cần, sau đó can đảm bỏ lại một nửa. Nhớ không? Sau khi chọn lấy một đống đồ mình thấy cần thiết, can đảm bỏ lại một nửa, thì cái phần đó sẽ là cái phần mà bạn xài được. Còn lần này bạn đem theo một đống, tới nơi rồi thì mới biết cái đồ người ghim điện không có xài được. Như ngày hôm qua tôi quên mất cái là Úc, cái đồ ghim điện nó rất im, nó không giống như bên Âu, không giống như bên Mỹ, nó quái gở như như Sydney nó chơi. Người ta nó ngay thế này, nó dẹp mà nó tròn, lần này nó dẹp mà nó chơi nó nặng nó kiểu chớn. Giống ai hết. Bên Mỹ đó mà khi nào có đồ ghim mà nó cong thì là dục thì nó hư rồi. Bên đây mà nó hư là thứ xài được. Mà bên đây thứ xài được thì là thứ hư. Cho nên tôi vừa xuống cái tay suy nghĩ cởi mình là bên đây là nó nói là hư hay nó xài được trời. Đồ cấm rồi mình thấy nó còn giống ai rồi. Bên đây mà bên Mỹ mà nó quẹo như vậy là dục. Bên đây quẹo như vậy là xài được. Bên Mỹ như vậy là xài được thì bên đây là dục. Cái thứ này nó lạ lắm. Bên đây mà ra đường tôi con ai vừa đi vừa trồng chuối thì sao một giọt luôn. Cho nên là biết trồng chuối không? Cái hành trang của mình như thế nào, cái destination của mình như thế nào, hai cái đó nó cộng lại nó tạo ra cho cái kiểu đi của mình như thế nào. Và cái này quan trọng nè, anh đừng nói với tôi là anh làm nhiều công đức thì đời tu của anh suôn sẻ, chưa chắc. Anh làm nhiều cái ác nghiệp, dĩ nhiên đời luân hồi, cái đường luân hồi của anh nó khổ rồi. Mai này nếu mà anh có đắc đạo thì cũng hơi trục trặc, đó dễ hiểu rồi. Nhưng mà ngay cái việc làm thiện á, cái kiểu làm thiện của mình á, nó có ảnh hưởng rất nhiều đến cái quả chứng sau này. Cái kiểu tu á, có người mạnh về xả, có người mạnh về nhẫn, có người mạnh về từ, có người mạnh về định, có người mạnh về niệm, có người mạnh về tuệ.
thì tùy cái kiểu tu đó mà mai này khi mình chứng cũng chứng cái kiểu đó, cái kiểu không. Có những vị mà họ mạnh về trí tuệ đó thì họ sẽ đi theo cái con đường nhanh nhất của trí, nhưng mà thường thể nhanh thì nó hay bị quên độ. Nhanh quá vậy thì quên độ kia là sao? Có những khi nhanh quá vô chùa lo tùm lum hết mà quên đi những cái quên nhẫn, quên xả, quên tí đó, mà đắc nó bị thiếu tùm lum. Ví dụ như trường hợp trong kinh có rất là nhiều, có nhiều vị cái ba la mật họ chỉ vừa đủ để vét nào thì vét cho vừa đủ bữa, tôi hiểu để chứ cách nào luôn. Thì có nghĩa là họ sống cuộc đời rất là cơ tình, khi gặp Phật rồi họ chỉ vừa đủ cái phước để gặp Phật, và Phật nói cho họ nghe một câu rồi họ chết trước mặt Phật. Tất cả cái đó thì tôi không nghe, mặc dù trước sau cũng đi bàn, nhưng mà thôi cho nó thanh thản một chút đi. Mặc dù mình đắc là mình có thích tùm lum nữa, nhưng mà không thích nhưng mình chết kiểu gấp rồi thì cũng hơi quải. Có nghĩa là mình chưa kịp hiểu gì hết, là mình chưa kịp biết, gọi là chưa kịp hoàn hồn sau một chuỗi dài tái sinh, mình mới vừa nhá thấy là đi luôn, thì cái kiểu vội vàng quá thì nó cũng vậy thôi. Nhưng mình không phân phá, tùy cái kiểu tu của mình như thế nào mà khi mình đắc và đạo, khi mình gặp Phật, mình có một cái kiểu hoàn cảnh khác nhau, nhớ nha. Cho nên tôi nói thiệt là chậm nè, bản chất tâm lý của chúng ta chỉ gói gọn trong các thành tố tức là ingredient, trong các thành tố, những cái factors, mental factors mà thôi chứ vậy hết. Có một điều đó, tu hành là gì? Tu hành tức là mình làm, là mình nuôi lớn những cái thành tố nào và làm cho nó cằn cỗi héo mòn những cái thành tố nào để kịp thôi. Người làm vườn giỏi là sao? Là anh ta biết rõ trong khu vườn ấy cái gì cần nhổ bỏ, cái gì cần được nuôi lớn. Và trong cái đám nuôi lớn nó có hai cách: nuôi lớn bằng cách là thêm phân, thêm nước, hoặc nuôi lớn bằng cách là bớt cỏ tự nhiên nó lớn, có hiểu không? Thì người tu hành cũng y chang như vậy, người tu hành cũng phải biết rõ trong nội tâm mình nó giống như một khu vườn, bởi người ta mới gọi là tâm địa đó. Các biết tâm địa, địa là đất chứ không phải gì hết. Thì cái tâm địa của mình á, tâm địa của mình coi cái gì cần thêm, cái gì cần bớt. Các vị nhớ cái này, một miếng đất đã được dọn cỏ sạch sẽ, đã được gieo hạt, gieo mầm đàng hoàng, chỉ cần mưa xuống là nó sẽ phát triển. Trong khi đó có những cái tâm, có những miếng đất mưa xuống chỉ để nuôi cỏ dại thôi, để kịp không. Có những cái con người, có những cái tâm thức mà một cứ gặp chuyện vui là nó họ càng hư đốn bệ rạc, có không? Mà có những cái tâm thức cái mỗi lần họ vui như vậy đó là họ lại làm thiện. Tôi có gặp người đó, mỗi lần họ vui đó là họ làm thiện, họ lên họ vui vẻ, họ rầm rà. Có những người đó là cứ mỗi lần vui là họ lại đi nhậu, vui là bắt đầu đàn đấm, hiểu cái đàn đấm không? Tức là cứ mỗi lần họ vui là nghĩ chuyện là bậy thôi. Bởi vì sao? Vì cái nội tâm của họ là sao ta? Nó là một miếng đất đầy cỏ dại, không có được dọn dẹp, cứ mưa xuống là cỏ mọc, mưa xuống là cỏ mọc. Cái điều kiện tự nhiên của người ta đối với ảnh nó trở thành ra là cái điều kiện cho cái bất thiện. Làm sao mà lương hồi kiểu đó mà nó khá nổi? Cứ mỗi lần có một chút phước báo nào mà nó trổ quả đó là họ lại một dịp hư đốn. Có biết bao nhiêu thanh niên Việt Nam nghèo không chết, mà cứ có tiền mua xe hơi chết, mua xe Honda mà mô tô phân khối lớn chết, hồi đó nó chạy xe đạp đó thì chết. Là cứ hễ có tiền là nó chết. Cho nên lúc đám tang mà má có biết không? Bởi nên nếu mà má biết thì má không có mua vé số đâu. Thì bởi vì mà vì má mua rồi con mới có tiền. Thì cái đứa gái cái bên nó đang khóc em đó, nó hết buồn chỏng. Má nói vậy được, có xe thì một mình tôi chết, chứ không còn có tiền là tụi con hết nguyên đám luôn. Má phải khóc lại đi. Phải hiểu không? Có hiểu không? Có nghĩa là bà thương cái thằng lắm, vì bà trúng số nên nó mới có tiền để nó mua cái chiếc của 1000cc rồi nó chết. Mà xã lộ biết quà tao biết khóc, nó nếu mà biết gì mà không mua cái số thì cứ nhờ con nhỏ chị nó má đừng có nói như vậy. Có tiền thì một mình nó chết, không tiền nguyên đám còn lại này chết. Điều đó có nghĩa là tức là bây giờ được nắp, được dĩa, được cái mâm nữa mà được hai ly luôn. Nó giống như tấm lòng của người Sydney, nó cầu được rồi. Okay.
cái gái đủ vô giải cảm, cái đủ vô giảm cảm. Giải cảm cái giảm cảm. Tôi nhớ bên Cali nó có cái phòng mạch bác sĩ Việt Nam mà thay vì mấy phòng mạch khác là vô người ta có đồ chơi cho con nít, người ta có báo cho người lớn đọc. Mà cái phòng mạch của ông này là có mấy bịch cua bò. Mấy bà ngạc nhiên lắm, mấy bà ngạc nhiên lắm, mấy bà ngạc nhiên mà thích, bà này cũng vô nhai nhai nhai. Thì nói y tá nó mới hỏi bác sĩ nó, sao bác sĩ chơi xa vậy? Người ta cho đọc báo còn cho đồ chơi nít rồi nít nó chơi cho nó luyện lại rồi đứa khác tới chơi. Chứ là cua bò là một nó gặp một ngàn mấy bệnh là mình chết. Cái nó tôi kệ nữa, đời tiền bạc là buồn vui. Tôi biết tôi mệt lúc tay đó. Mấy bà ở nhà mà bớt bà bớt nói. Mà tôi lựa cái loại dai nhất. Mà cô bữa nào đi chợ con xa kiếm nó có con ngựa mua về. Con ngựa con đâu nó về cho phải gặm phòng thì cái thứ này nó nghe nó càng dai lên thì nó lo cái nhà nó bớt nói. Cái đó phải là câu chuyện cười mà câu chuyện nó có ý nghĩa thế này. Cái con te cái tháp cũng nói thế này. Khi không có chuyện gì đàng hoàng để làm người ta sẽ làm những tầm bậy. Khi không có chuyện đàng hoàng để nói người ta sẽ nói chuyện tầm bậy. Và ở trong tiếng Tàu đó có cái lời nhàn cư chi bất thiện mà rảnh rỗi sanh không nổi. Có nghĩa là nó quẩn rồi nó làm toàn chuyện tào lao không. Rảnh rỗi sanh không nổi. Cho nên là chánh niệm là gì? Không để tâm ở không. Tây Ban Nha có một câu rất là hay, con ruồi không đậu lên hồ nước sôi. Tây Ban Nha nói vậy. Còn Mỹ có một câu, rêu không có bám lên hòn đá lăn. Đúng rồi, biển biển mới đánh, giờ bà mới hiểu đá lăn rồi đó. Ngoài biển nó đánh àm mà nó rốt xuống, đánh cái àm mà nó rốt xuống, cái hòn đá nó có mòn dần nhưng mà rêu nó không có. Mà thấy cái cục nào có rêu là biết cục này nó có bị ai nó nằm ở chỗ nằm yên nha. Cho nên là hành giả phải nhớ như thế này: tôi tuy ngồi yên nhưng tôi là nồng nước sôi, rùi không bám. Khi đi kinh hành tôi là hòn đá lăn, rêu không bám. Khi tôi ngồi thiền là nồng nước sôi, rùi không bám, hiểu không? Còn người không có tu thiền ngồi yên là rêu bám, mà có đi thì cũng là rêu bám, mà ngồi yên là rùi bu. Rùi bu gọi là rêu bám, nghe kể không? Còn người hành thiền hãy nhớ rằng khi tôi đi tôi là hòn đá lăn, mà khi tôi ngồi tôi là người núi sâu. Đó rất là quan trọng. Bởi vì phiền não nó là cái thói quen, nó là tập khí, nó là lối mòn rất nhiều đời của chúng ta. Chỉ cần chúng ta sơ ý một tí, tâm thiện được thay thế bằng tâm thiện. Và nên nhớ cái này: người không biết Phật pháp, người không học giáo lý thì cứ nghĩ rằng tâm thiện là cái gì đó mình phải kiếm tiền và ung đúc xây dựng. Tôi nói có nghe kịp không? Nhưng thật ra theo trong thủy Phật pháp mình thì cái đó là cái hiện tượng cách nghĩ không có tới. Phải nhớ cái này, cái này quan trọng nè. Ta không cần đi tìm tâm thiện, mà lúc nào những khi mà ta ghi nhận được sự có mặt của tâm bất thiện, lúc đó đã là tâm thiện. Hiểu không? Dạ. Nghe cái này mới ghê nè. Ngày xưa chưa học giáo lý, ta cứ đi tìm dịp để làm công đức. Nghe nó đâu có gì nghi, ở đâu có hành hương, ở đâu có đi quỷ lão, ở đâu có từ thiện mà mình nhào đó. Nhưng hôm nay lại khác. Ngày xưa chưa biết đạo, ta đi tìm cơ hội để làm công đức, vì ta nghĩ rằng cơ hội phải đi tìm mới có. Nhưng hôm nay biết Phật pháp rồi, ta thấy trong 24 giờ trong một ngày, bất cứ ở đâu và lúc nào ta có chánh niệm và trí tuệ từ tâm, thì lúc đó là cơ hội để xuất hiện. Ngày xưa ta nghĩ phải lên chùa lạy Phật mới làm công đức, hôm nay ta hiểu rằng vô cầu ngồi rặn cũng là công đức. Tôi không có đùa, tôi đang nói giỡn, không hề cười một tí luôn. Vô cầu ngồi rặn cũng là công đức, miễn là rặn bằng chánh niệm, hiểu không? Cái bài kia hiểu. Có nghĩa là Du phải hứa với tôi là Du làm mọi chuyện trong chánh niệm bằng từ tâm, có nghĩa là Du luôn luôn nhớ rằng tôi sẽ không gây một cái trouble nào cho ai hết. Đó là từ tâm. Nghe kịp chưa? Luôn luôn sống bằng cái tâm niệm này, tôi sẽ không gây một cái trouble nào, tôi không có hết bất cứ một ai trong cuộc đời này. Đó đến là từ tâm. Tôi làm cái gì tôi biết rất rõ rằng tôi đang làm cái việc gì đó. Đó chính là chánh niệm. Thì chánh niệm ở đâu thì trí tuệ nằm ở đó. Đó tôi bảo đảm. Chánh niệm ở đâu, cho nên
Ngày xưa mình cứ đợi đến lúc lên chùa mới là tu, lạy Phật mới là tu, cúng dường mới là tu. Còn bây giờ án đi que, án đi thần, và với án đi ba đi, ai đối tượng nào mình cũng tu được hết. Cho nên tôi kể hoài câu chuyện một người thiền sinh đến hỏi vị thiền sư: trên đời này việc thiện gì đáng làm nhất, đối tượng nào để mình thực hiện việc đó, và thời điểm nào thực hiện việc đó? Thì vị thiền sư trả lời thế này, chuyện nó dài lắm, tôi kể bằng tắt. Cái việc thiện đáng làm nhất chính là việc thiện ngay trước mặt. Cái đối tượng đáng làm nhất là đối tượng ngay trước mặt. Và cái thời điểm để mình thực hiện chính là thời điểm right here và right now. Yeah. Bởi vì á, Đức Đại Lama Ma ngày có nói một câu thế này: trong một năm có hai ngày mà chúng ta không làm được việc gì hết, đó là yesterday and tomorrow. Đúng hay sai? Một câu vậy mà cả đám nó được mặt. Trong một năm chỉ có hai ngày mà chúng ta không làm được cái thiện móc gì hết, đó là yesterday và tomorrow. Cho nên á, cái đời sống của mình hãy cái yesterday càng nhiều, tomorrow càng nhiều, là cuộc đời của mình nó càng vô nghĩa. Và hiểu nó không, cái này nó sâu dữ, tập tôi đã xong lên người rồi. Lên người tôi bây giờ đi đại ca, sắp được rồi. Cái đó rất là quan trọng. Đời của mình á, chỉ có today thôi. Hôm qua là lịch sử, ngày mai là the tree, hôm nay là reason, là gift. Hôm nay mới là gift, lúc này mới là gift. Một phút trước đây là quá khứ, một phút sắp tới là tương lai. Chỉ có right now, right here. Giá trị mình là ngay bây giờ. Nếu ngay bây giờ mình không sống thiện thì đời đời không có biết chút nào là thiện. Ngay lúc này mình không có vui thì đời đời mình sẽ không có vui. Có hiểu không? Bởi vì đời sống nó chỉ có giá trị ngay bây giờ. Tin tôi đi, đó là sự thật đó. Bởi vì cái gì nó đã qua mình không kéo nó lại được, đúng không? Bây giờ tôi bỏ ra 50 tỷ đô la để tôi mua lại 2 phút trước đây được không? Hả? Không. 50 tỷ mà. Không được. Ok. Vậy giờ tôi bỏ ra 50 tỷ để tôi biết trước, để tôi sống trước 2 phút sẽ xảy ra được không? Không luôn. Đúng chưa? Vì thế là 50 tỷ đô la nó lớn như vậy mà nó không mua được 1 tỷ đã mất, và nó cũng không mua được 1 tỷ chưa tới, phải không? Yeah. 50 tỷ đó. Trong khi đó sống ngay bây giờ tốn xu lần hết thì nó không chịu sống. Cả đời nó toàn là yesterday và tomorrow không. Nghe kịp chưa? Cho nên cái cuộc đời trong kinh nói có hai cấp trường thọ long lai, kỳ long lai. Người mà không biết đạo thì cứ nghĩ rằng sống lâu quá thì mới là giá trị, nhưng thật ra là trong kinh có một câu thế này: it doesn't matter how long you live but how do you live. Có hiểu câu đó không? Cái chuyện mà anh sống lâu bao lâu nhiêu nó không quan trọng, mà là anh sống kiểu gì và sống như thế nào nó mới quan trọng. Nghe kịp chưa? Cái chuyện mà anh có được bao nhiêu tiền nó chưa đủ để nói là cái gì hết, mà anh dùng số tiền đó làm cái gì cái đó mới quan trọng. Tại sao tôi nói nặng cái đó là bởi vì các vị thấy không, các vị trúng số mà các vị không có dê đâu cắt nào hết, các vị đi chết đi. Đôi khi các vị chạy u mà đôi khi tháng nào các vị cũng gửi tiền liền tôi 50. Cầu cho quý vị vạn tới. Còn cái thứ bị trúng số mà không có gì cách nào, tối tôi nói là trúng gió. Giá tôi cầu thì trúng gió lẹ đó. Cho nên ấy, cái giá trị của đời sống nó nằm ở cái chỗ là mình cho ra thế mà mình nhận vào. Và có hai cách sống lâu. Cách một là gì? Sống chậm và ý nghĩa từng phút. Có nghe kịp không? Bảo thân tôi bỏ đi ra cái gì không? Ok, đi tìm cái tomorrow của tôi đi. Một là cái hai cách trường thọ. Một là sống chậm một cách có ý nghĩa trong từng phút. Sống chậm mà có ý nghĩa nha, chứ không phải là lên giường nằm buồn như thế này, không phải. Sống chậm có nghĩa là gì? Có nghĩa là gặm, là nhai kỹ từng phút, không để phút nào bỏ sót hết. Đó gọi là sống chậm từng phút một cách hữu ích, xem chưa? Rồi, cách thứ hai. Một là sống chánh niệm, hai là sống hữu ích. Chỉ vậy thôi. Muốn sống lâu, một là sống chánh niệm, hai là sống hữu ích. Sống chậm bằng cách chánh niệm, hai là hữu ích. Thì đây là hai cách mà được gọi là trường thọ trong Phật pháp. Tại sao sống bằng chánh niệm được gọi là trường thọ, các bạn hiểu rồi. Có nghĩa là mình sống 40 năm là nó tròn 40 năm. Có hiểu không?
hiểu không? Cái đầu này ăn mà cứ alo alo mà miệng nhai thế này, nghĩa là ăn thì nó không trọn mà alo cũng không có trọn nha, không có nào ra cái nào hết. Cho nên cái tên mà sống chánh niệm là cái tên mà sống rất là trọn vẹn, là trọn vẹn từng phút, cái nào nó ra cái đó, phút nào cho mẹ, phút nào cho cha, phút nào cho em, phút nào cho vợ, phút nào cho bà hàng xóm, rõ ràng. Chứ không có mẹ mà này để nằm ở đồng sàn dĩ mộng, nằm ở đây mà nhớ bên kia là không có được đấy. Cho nên đó là cái cách trường họ Phật pháp có hai, một là sống bằng chánh niệm, hai là sống hữu tịch. Tại sao sống hữu tịch được gọi là sống trường thọ? Là bởi vì anh có thể chết năm 30 tuổi, nhưng mà cái dư hương, cái ảnh hưởng, cái tác động mà anh để lại cho đời nó thiên tu bất biến. Có hiểu không? Cái công trình mà anh để lại nó còn hoài, và ngày nào còn có người hưởng được lợi ích của anh thì người ta còn nhập đến anh. Đó cũng là một kiểu mà anh được tồn tại. Trong tiếng Latin nó có một câu là cogito ergo sum, tôi suy tư tức là tôi tồn tại. Nhưng mà trong Phật pháp mình có lại có một câu khác, anh được nhắc tới có nghĩa là anh tồn tại. Đã hiểu đó. Trong Phật pháp mình khi mà có, trong cái phần mà giảng về Pháp Giới Tiến là chế định, trong kinh nói chư Phật quá khứ đã ra đời và qua đời bao lâu không cần biết. Ví dụ như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, cái vị Phật đầu tiên mà thọ ký cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mình là con sẽ thành Phật, cái vị đó là Duyên Năng cách đây 4 A Tăng Kỳ 100.000 đại kiếp. Mà trước có 16 A Tăng Kỳ rồi có một vị Phật tên là Tăng Hăng Cầu. Vị này có một người em họ cũng là công chúa, đi vào chùa nghe pháp thấy sư huynh của mình là một vị Phật thiên nhân sư vô thượng điều nữ, nàng thích lắm, nàng mới quỳ xuống, nàng nói con sẵn sàng bỏ cái thân này để con thành một người giống như Thế Tôn vậy. Thì Đức Phật nói ngay bây giờ thì ngươi là thân nữ không được, ráng tu tập ba la mật thì sau này cũng sẽ được thành thể được Phật ký. Chứ ngài không có nói là sẽ thành Phật hay không, ngài nhìn ngài thấy mà ngài không có nói, mà ngài nói là ráng tu tập ba la mật thì sẽ được Phật ký, chứ ngài không nói là sẽ được thành Phật. Thì cái người công chúa đó, người con gái chính là Phật Thích Ca Mâu Ni. Trải qua 16 A Tăng Kỳ tu tập ngon lành thì gặp Đức Phật Nhiên Năng. Mà A Tăng Kỳ là gì? A Tăng Kỳ á, nó là 10 lũy thừa 140, có nghĩa là một con số 1 mà 140 trùng số 0. Trong khi đó 1 tỷ là 9 0 đúng. Mà cái này là 10 lũy thừa 140, có nghĩa là nó lớn lắm. Mà 20 cái thì nó lâu cỡ nào. Mà đại kiếp chứ mà là kiếp sống mình đại kiếp à, chứ cái đấy là lâu. Nhưng mà cái Đức Phật nó cách mình lâu lắm, mà Phật năng nó cách mình lâu lắm. Nhưng mà hôm nay khi mà Đức Phật nhắc lại thì Đức Phật nó coi như vẫn còn, hiểu không? Vẫn còn được biết tới. Cho nên bên Tây Tây Phương họ nói rằng tôi suy tư tức là tôi tồn tại. Còn bên Phật pháp mình được nhắc tới cũng là một cách tồn tại. Tại chúng ta không có, đời sống chúng ta nó quá nghèo nên chúng ta cứ tưởng là tồn tại là phải ăn uống, phải tung tăng vui chơi chạy nhảy, cái đó mới gọi là tồn tại. Không, tồn tại có nhiều cách, nên có nhiều cách tồn tại. Rồi thì cứ nhớ là cái này mà ngày hôm qua là đúng là ngày hôm qua bà con họ chỉ đưa chương trình tụi bà ngày mà tụi làm hình thành, thì cái ngày hôm nay từ đây tới tối mình có cần break time hay không? Không, tôi không có mặt, là tôi bên Mỹ tôi cũng tới đường giảng kiểu này, tôi giảng suốt 13 ngày. Mà quý vị là chỉ có 3 ngày weekend, còn bên đó là không weekend, weekday luôn. Weekday luôn mà suốt 13 ngày thả ra má gì không ra. Mà sao lạ, tôi không có phải là người mạnh, mà cái phổi nói không cần micro, mic. Lạ lắm. Đất trời xanh là cái xanh ra để nói. Có mấy chị bạn nói tôi là khi mẹ đẻ đi cái miệng ra trước. Hồi sáng thấy tôi vẽ cái diagram rất là gọn nhưng mà nó rất là căn bản. Có nghĩa là suốt 13 buổi học còn lại chúng ta sẽ học đó. Có nghĩa là học tới học luôn là cứ nhớ cái này. Tất cả thiện ác đều đi ra từ cái hai cái công thức 13 cộng 14, 13 cộng 25. Tất cả pháp tu cũng từ đó mà ra. Tôi ôm là cái sáng này mình học. Thứ hai, tu là để buông chứ không phải để được. Tu là để bỏ cái gì đó chứ không phải để được cái gì đó. Nghe kiểm không?
khi mình bỏ hết những cái tào lao thì cái còn lại tự nhiên nó là cái tốt. Như có một bà đã đến hỏi vị thiền sư: con muốn được hạnh phúc thì con phải làm sao? Thì vị thiền sư nói: con viết nó ra giấy đi. Là viết con muốn hạnh phúc thì ngày tối nói trước hết là bỏ chữ con trước đây, bỏ cái tôi, thứ hai bỏ cái muốn, còn sót lại là hiểu. Nguyên tắc đạo Phật là vậy, chỉ đầu tiên là bỏ cái tôi trước đây, rồi bỏ luôn cái muốn, thì cái còn lại thì nó sướng đó. Nhiều người không học đạo cứ tưởng là đắc thánh đó là được tùm lum á, không có được chỉ gì hết đó. Cái chuyện đầu tiên đắc thánh không còn thích cái gì nữa, mà khi anh không còn thích cái gì nữa thì đương nhiên anh không còn bất mãn cái gì nữa, hiểu không? Mà bất mãn đó chính là synonym của đau khổ, đúng không? Có đúng không ta? Disappointment tức là suffering, đúng không? Rồi. Bất mãn nó chính là cái synonym của đau khổ. Cho nên khi mà mình là A-la-hán, mình không còn thích tầm lâm, cho nên mình không còn bất mãn tầm lâm. A-la-hán cũng có thân xác y chang như mình, ngài cũng biết nóng tiếng lạnh, nhưng có một điều ngài thấy rõ nóng là nóng, mà ngài với nóng không còn mắc mới thì nhau hết. Còn mình là tôi bị nóng, nghe kịp không? Vì A-la-hán mình dọn cơm ra cho ngài, ngài biết rằng cần ăn thì ngài múc, ngài ăn, ăn xong rồi ngày thì dọn chén tới hết, không có gì hết. Còn mình là khác, họ dọn lên thì mình nhìn thấy chén mẻ là mình nghĩ chủ nhà coi thường mình, chưa kịp ăn là bắt đầu đã khổ với cái mẻ rồi, thành mấy chục kg mà đi khổ với một cái mẻ nhỏ xíu. Rồi trên bàn ăn rồi phải dọn, mà mình thấy hình như trong chén nước chấm hình như có hộp cơm, chắc là đồ cũ tủ lạnh. Chứ vậy thì mấy chục kg này chỉ bị một cái hộp cơm mà bị một cái chỗ mẻ đó, nó làm cho nguyên cái bữa ăn nó tan hoang, đúng không? Cái kẹt chưa? Đối với vị A-la-hán lòng lạnh ngắt, cần thì ăn, ngoài ra không nghĩ tâm lực, không có thiêu dệt, không có vẽ rắn thêm chân, nhờ vậy không có khổ. Chỉ vì ví dụ mà không có suy diễn, A-la-hán ăn là cực kỳ. Còn mình thì sao? Mình thì thích tâm lực, cho nên là mình bị đau khổ tâm lực. Mà tại sao không có thích? Vì tin ở vọng tưởng, vì illusion. Mà tại sao bất mãn? Vì illusion. Cho nên rất rõ ràng, đừng đê trim sẽ không bị nightmare. Tâm nữa. Thiền viện bên tiếng điểm, nếu cần có thể là tattoo temple. Tức là trong đó phải tâm hết. Có nghĩa là cứ nhớ hoài cái câu này, cứ nhớ bài câu này. Còn thích là còn ghét, còn sướng là còn khổ, còn thích khen là còn bị khổ vì bị chê. Đó là cái luật, cái đó là cái luật vũ trụ. Không thể nào mà muốn được người ta khen mà đừng bị ai chê. Đức Phật giải là nắp tí lô kê anh ninh tí tô. Trên đời này không có ai mà không bị chê. Even me là Như Lai cũng bị. Nắp tí lô kê anh ninh tí tô, không có ai trên đời không bị chê. Cho nên sống ở đời muốn được an lạc, chuyện đầu tiên bớt thích và cuối cùng không thích. Khi anh không còn thích nữa, anh sẽ không có chỗ để anh ghét. Mà khi không có cái gì ghét, không có gì để bất mãn, thì đương nhiên anh sẽ an lạc. Các vị phải đồng ý với tôi, hạnh phúc trên đời này nó có hai nguồn, và đau khổ có hai nguồn. Tất cả đau khổ trên đời này, tất cả máu và lệ nó chỉ có hai nguồn thôi. Đó là có và không. Có cái gì đó làm cho mình khóc, và không có cái gì đó làm cho mình khóc, đúng không ta? Và nụ cười cũng có hai nguồn, có cái gì đó và không có cái gì đó, đúng không? Hả? Bây giờ có nè, có nhan sắc, có tiền bạc, có sức khỏe, có uy tín, có tiền bạc, có tình cảm, nguyên đóng có để làm cho mình hạnh phúc. Nhưng mà có những cái không làm cho mình hạnh phúc nè: không nợ nần, không bệnh hoạn, không đù quán, không pháp lực, lặp lại, không tai tiếng. Vậy có những cái không làm cho mình hạnh phúc, đúng không? Để cái khổ bị dai như vậy, có những cái có đã làm cho mình bị đau khổ, có nợ, có bệnh, có thù quán, đúng không? Và có những cái không làm cho mình đau khổ nè: cộng nhan sắc, cộng sức khỏe, cộng tiền bạc, cộng uy tín, cộng quen biết, hiểu không? Như vậy thì toàn bộ cái khổ và đau, khổ và hạnh phúc trong đời này nó đến từ hai nguồn: có và không. Và cái có và không đó là do mình nghĩ ra phần lớn. Nghe kịp không? Tôi nói hoài, nhiều người tôi nói đùa,
cũng người đó vật đó ngày xưa nó làm cho mình mất ngủ vì mình muốn mà không được, còn bây giờ cũng vật đó người đó làm cho mình ngủ không được, gọi là vì mình bỏ không được. Đúng rồi, có không? Đúng rồi, đúng. Tôi nhớ ông Trịnh Nhật Ngân, ông nói lúc ngày xưa ông biết cái bà là tôi đi ăn canh xong, ông nói lúc đó mình thương người ta lắm, 40 năm sau gặp lại ông nói trời ơi làm sao mà cái mặt như vậy mà ngày xưa mình có biết được cái bài của em lên sang xong thì sợ nước mép gót chân, bây giờ nhấn vô sình rồi còn chưa thấy tiếc, ngày xưa cái gót nó dính sình mình tiếc nghe hiểu. Có những cái người mà người xưa bây giờ mình gặp lại mình đắc tại sao ngày xưa mình thấy mất ngủ kìa, có người đó mình nhớ một bà đấy, bà sống với chồng 20 năm rất hạnh phúc, tự nhiên nó đùng mới giết chết rồi ra tòa. Thì bà con hai họ bạn bè láng giềng kéo ra đông như quân nguyên ngoài tòa hỏi can bà tại sao mà bà đòi ly dị sau 20 năm hạnh phúc. Bà khóc tức tưởng, bà nói đơn giản thôi, ngày hôm qua tôi mới đi sở thú lần đầu tiên mà 20 năm trước trong một lần mà gây gỗ ông nói cái mặt tôi như hàng mã mà tôi đâu biết cái mặt nó ra làm sao. Hôm qua tôi biết lần đầu tiên tôi biết cái mặt của con hippo campus nó như thế nào. À thì ra nó mới ra nó làm hai mà nó ở với tôi mà nó coi các bạn cũng như được cái con mà con xấu thiệt. Các bạn hiểu cái gì không? Cho nên là suốt bao nhiêu năm trời đó là chúng ta sống trong cái ảo giác, cái ảo ảnh. Đại khái ý vậy. Thì là tôi nói cái gì tôi qua nói gì? Nói hạnh phúc và đau khổ. Thì làm ơn nhớ cái này, tôi chưa hề giảng quý vị giáo lý gì hết, mà các vị chỉ cần nhớ giùm tôi, hiểu được mấy cái định nghĩa sau đây là đã nắm vững được một phần căn bản giáo lý. Tôi nhắc lại nữa, chưa học gì hết chỉ nắm được công một phần công đức, một phần định nghĩa thôi. Thích là gì, ghét là gì, hạnh phúc là gì, đau khổ là gì, hiểu không? Do tiền nghiệp, khuynh hướng tâm lý và môi trường sống, cho nên nó mới đẩy ta đến cái chỗ thích cái này, ghét cái kia. Cái đó đúng không? Đơn giản mà đến mình tưởng đó là cái gì đó giá trị ghê gớm là không. Tại sao người dân Trung Phi đen thu từ lùi mà nó phải xài đồ màu? Là tại vì cái văn hóa của nó lớn lên trong cái bối trường, bối cảnh văn hóa đó, xã hội đó, tâm thức đó, tín ngưỡng đó. Mà cộng với cái màu da đó thì nó phải mặc nguyên mũ đồ, rằng ri sạch sỡ, diêm vúa lè lè. Nhưng mà ngược lại dân Âu Mỹ thì phải đơn giản, màu nhẹ, nhẹ, họ thấy họ thoải mái, dễ chịu, cái kẹp luôn. Như vậy thì thích hay ghét cái gì là một phần trong đó là do khuynh hướng tâm lý, một phần mà do tiền nghiệp nó đẩy mình vào cảnh giới đó, và cuối cùng là do môi trường sống. Cũng là người Việt Nam nhưng nếu xa xứ lâu quá, sống ở Âu Mỹ lâu quá thì sở thích của mình nó do tác động bởi giáo dục và xã hội, báo chí, truyền thông. Thì tự nhiên tim mà là da vàng mũi đẹp nhưng mình là banana nè, có nghĩa là ngoài vàng và trong trắng, hiểu không? Cái gu của mình được khác. Nhưng nếu người Việt Nam mà sống ở Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, trong vùng sâu, vùng xa thì không có lâu nữa lường lượng dữ đâu lắm. Nó không cài chung ấy. Thì tự nhiên cái sở thích mình sẽ khác, nghe kịp không? Mà người Việt Nam xa xứ sống khác, mà xa xứ là ở đâu? Xa xứ ở bên Lào, bên Biển Hồ, bên Campuchia là khác, mà xa xứ ở Âu Mỹ là khác. Tôi có biết nhiều người Việt Nam đi vượt biên được ai gớm biết không? Hy Lạp nhớ. Thì sau này gia đình bên Mỹ đem họ qua, thì cái câu nói đầu tiên của họ là gì? Thà ở Việt Nam còn hơn đi Hy Lạp. Bởi vì suốt từ mấy năm đó phải đi học tiếng, học chữ, mà cái tiếng đó thì nó lại không phổ thông. Cái tiếng Hy Lạp đó cũng phải tệ, không phải xoàng đâu, nhưng mà nó chỉ có giá trị về linguistic thôi, mấy người nghiên cứu. Chỉ còn trong cái đời sống thực tế thì biết nó có thời gian nha. Cho nên do tiền nghiệp, khuynh hướng tâm lý và môi trường sống khiến người ta thích cái này và ghét cái kia. Cho nên thích ghét, cái thích và ghét nó rất là tương đối. Rồi tiếp theo là cái gì ta? Tiếp theo là hạnh phúc và đau khổ. Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là có được cái mình thích, và đau khổ là phải gánh chịu cái mình ghét. Có hiểu không ta?
mà thích ghét đã định nghĩa rồi. Thì như vậy sơ sơ tôi làm quý vị mẫn mẫu kịp, quý vị cứ bước ra khỏi đây quý vị đi về à, thì ra đó là hiểu lầm, một số người hiểu lầm không? Mình tưởng là mình mua tắm, mình ăn, mình mặc là hay, là sang, là giàu, là bảnh, là chảnh, tâm linh, rồi cuối cùng không định nghĩa còn khỉ gì hết. Thích và ghét chỉ có giá trị rất là tương đối. Hôm nay, chiều nay, bây giờ là 3 giờ rưỡi, chiều ngày 3 tháng 6 năm 2019, thí dụ như vậy. Tôi thích cái đó. Nhưng 2 tiếng đồng hồ nữa, tắt thở, tôi về chung phim, tôi chỉ thích máu tươi và thịt sống thôi. Mà cách đây bỏ qua 4 tiếng đồng hồ là tôi tính hẹn là tôi đi về Milan, về Milan, về Rome, về Paris, về London. Để mà tôi kiếm ba cái Prada, Gucci, Chanel, LV, Chanel. Nhưng mà 2 tiếng sau tôi về tới châu Phi rồi, là tôi chỉ làm con sư tử, là tôi chỉ biết có máu tươi và thịt sống. Nghe kịp không? Dạ kịp. Rồi tôi làm một cái con gì đó là tôi chỉ muốn ăn phân người, chỉ muốn xuống ống cống ngọt hơn. Chỉ cái 2 giờ đồng hồ. Có cái lòi mà nó nhìn mình ớn lắm. Ví dụ như tôi thuyết pháp cái này mấy ngày nay nó có oyster nhé, tôi sợ cái con lắm, tại vì vô đó rồi là không có đường ra. Ai đi tắm biển thì thấy cái tảng đá mà xù xì mà cứa đứt chân á, thì hết chỗ đầu thai mà vô trong đó rồi là đường, tại vì trong đó đâu có còn gặp Phật, đâu có còn nghe pháp, đâu có cần, đâu có còn cơ hội vô đó là xong. Tại cái con đó nó với gỗ đá nó chỉ cách nhau có 1 cm thôi, nó gần như gỗ đá. Thì phải chờ đến một cái tiền nghiệp nào đó xưa sửa sửa xưa quá khứ đó, nó trổ để cho nó thoát được cái kiếp đó. Mà trong kinh nói chuyện mà mình bị đọa lâu quá, cái này nó bị đơ, bị dysfunction, nó không có tiếp tục làm việc nữa. Để nó phải chờ đến một cái sự mà restart rất là lâu, nó restart rất là lâu thì cái máy nó cũ quá rồi, bị demode cũ quá, cho nên mình phải restart rất là lâu. Mà lên lúc đang rồi sạc, cướp tiền. Tôi không có đùa, người ta nói rất là đang rồi sạc, cướp tiền là sao? Là trong lúc nó đang mà tiền cách ngồi lên thì tức thì nó bị một cái nghiệp xấu nào đó rớt xuống trở lại, là rồi reset tiền. Bởi vậy nên trong kinh mới đem trước Đức Phật mới đem cái ví dụ con rùa mù, phải nhớ đó. Và đó tôi đọc nó tôi nghĩ cái gì mà ghê vậy ta, nhưng mà trong hồi tôi già thì nó đúng. Thì người biết Phật pháp mà trong một ngày đã sống bất thiện nhiều hơn thiện thì nói gì về cái người không biết Phật pháp? Phật pháp là cái đầu suốt ngày nó kể chuyện ăn uống cơm gạo áo tiền tình cảm ghét thương vui buồn rồi gần xa mua sắm tiêu thụ để toàn chỉ là cái tập ác không. Thì khi mà mình sống nhiều bằng cái gì thì mình sẽ đi về cảnh giới tương ứng với cái đó. You are what you think of. Cái câu mới có thiệt. You are what you think of. Cái câu thứ hai là worry what you see. Thế giới này nó chính là cái gì mà anh thấy. Và còn âm chính là những gì mà anh nghĩ về nó. Cái câu cái đó là câu thần chú phải xăm lên người. Bởi vì tu cái thiền xứ là sao? Là mình làm chủ được cái thời gian hiện hữu của mình. Có hiểu không? Đừng có nghĩ rằng ông giáo lý cho vui. Đừng có nghĩ rằng Phật pháp biết được thì tốt, không biết được không sao. Đừng có nghĩ rằng tôi là thiện chủ, tôi vận động kêu gọi tuyên truyền nhồi sọ tẩy não bà con học đạo sai tét. Bởi vì học đạo đó là chuyện của bà con. Thế giới này bà con thấy nó ra sao là tùy thuộc vào cái khả năng nhận thức của bà con. Nghe kịp chưa? Và chính Phật pháp là cái suối nguồn. Chính là Phật pháp là cái lời kêu gọi mình thay đổi nhận thức. Và tôi nhắc lại tại sao Phật pháp quan trọng là bởi vì thế giới này nó ra sao tùy thuộc vào nhận thức của chúng ta. Và một người biết Phật pháp thì họ có một cái nhận thức về thế giới này không có như mọi người. Và nên nhớ Phật pháp thứ thiệt, chứ không phải Phật pháp tào lao, Phật pháp mê tín, Phật pháp sinh tâm. Tôi không nói cái đó rồi, thứ thiệt Phật pháp uy nguyên, Phật pháp nguyên thủy. Tức là gọi mình sống tỉnh thức. Thế giới nó như thế nào thì see as they are, nó như làm sao mình thấy bị trang như vậy. Ngài chưa hề bôi cho chét trấu cuộc đời này, Ngài chưa hề nói xấu cuộc đời này là đắng, là cay, là chua, là đắng, chát, Ngài chưa nói. Ngài chỉ muốn mình nhìn thấy đúng cái cuộc đời này để đừng có nắm nó nữa chỉ việc thôi. Và tôi cũng xin quý vị kể từ hôm nay bỏ đi cái câu nói bảo vệ chánh pháp. Bởi vì chánh pháp không cần ta bảo vệ,
Cái pháp cần được mình hiểu đúng thôi, chứ không có cần mà bảo vệ chánh pháp. Đạo Phật không có mất, chỉ mất là do người ta không hiểu đúng giáo pháp. Mất này có nghĩa là không được biết đến. Chứ còn những nguyên tắc, những sự thật mà Đức Phật nói thì giá trị muôn đời, cũng giống như nền toán học, nền khoa học, toán lý hóa, những cái định lý, những công thức đó muôn đời nó là vậy. Nhưng mà có khi mà nhân lịch sử nhân loại trải qua cái giai đoạn mông muội, người ta không biết tới nó, như vậy không? Thì bắt đầu khi có mấy ông Archimedes, ông Euclid, ông có mặt, ông Einstein có mặt, thì bắt đầu ông Niels Bohr có mặt, thì bắt đầu người ta mới khơi dậy những cái công thức đó. Chứ không phải những công thức đó không phải là do ông tạo ra, mà ông không phải là create, mà ông chỉ là người find out thôi. Có biết được cái này không? Đấy. Cho nên tôi không làm cái chuyện rồi bu đó là kêu gọi ai tu học giáo pháp, tôi không cần. Mà chính quý vị cũng không có khờ dại đến mức đó. Mà tôi chỉ muốn gợi ý đi, tôi muốn đánh động cái suy nghĩ của quý vị một chuyện thôi, đó là thế giới này nó chỉ là những gì mà ta nhìn thấy. Tùy khả năng nhận thức của ta mà thế giới này nó có hình thù ra làm sao. Có biết nghe kịp không? Cái đó quan trọng lắm. Tùy vào cái khả năng nhận thức của mình mà thế giới này nó ra làm sao. Cho tôi nói thiệt lòng, đừng có giận nha. Thế giới này trong mắt của người tiểu học nó không giống với người trung học. Đúng. Dạ. Anh đừng có nói với tôi là cùng cha cùng mẹ, đâu có đứa nào đuôi cây cỏ tôi anh thấy giống nhau thì có ai đâu khác. Sai. Cái thằng tiểu học nó nhìn thế giới thì không giống, cái thằng trung học, cái thằng trung học nó nhìn thế giới thì không giống của cái thằng BAMA là PhD. Cái thế giới này trong mắt của cái thằng thầy chùa đầu trọc nó cũng giống như cái người có tóc, nó khác chứ. Dạ chị. Dạ. Cho nên ví dụ như các vị thấy cái, bây giờ tôi hỏi về cái thánh giá này, cái thánh giá người bên cơ đốc, thánh giá là cross, là cruz, là cái chỗ mà Chúa chịu nạn để gánh tội tổ tông cho lời người, đúng không? Nhưng mà cái thánh giá đó với nhà quê nó là cái cán cuốc, cái cán giá người ta đóng, cái cán mà người ta đóng ngang để người ta tì cái tay vô. Nhưng mà đối với tôi, thánh giá lại có nghĩa khác. Thánh giá này có nghĩa là egoless, là xóa đi cái chữ ai rồi, phải không? Cho nên người Phật tử đeo thánh giá ok, nhưng mà mình không có nói tôi đeo thánh giá là để là tôi nhớ Chúa Giêsu, mà đeo thánh giá này có nghĩa là tôi xóa đi cái chữ ai, tôi delete cái chữ ai, hiểu? Có nghĩa là tùy cái nhận thức của mình mà mình nhìn nó ra cái gì. Ví dụ như các vị có biết rằng các vị vô trong phòng của tôi ở bên Mỹ đó, các vị nếu mà không hỏi tôi đó là các vị nghĩ nhiều chuyện kỳ lắm. Trong phòng của tôi là son phụ nữ nhiều dữ lắm. Tại sao? Là tại vì có một lần nó rất là tình cờ, rất là tình cờ. Phật tử họ chở tôi lên xe, tôi gặp nguyên họ để cái chỗ tôi ngồi trước nguyên cái hộp tiền trước khi tôi lên ngồi, họ để nguyên hộp son cũ á, họ dọ cái đầu tính đang đi bỏ hay là để đi cho tôi biết. Tôi ủa sao son nhiều quá vậy, nó đem đi bỏ hay đem đi cho gì đó. Nếu mà như vậy, nếu ông dùng cho tôi xin, chắc ông sẽ làm gì xin? Thì đó giờ tôi vẽ bằng cái oil painting. Thì tôi nghĩ là cái son nó cũng có cái oil trong đó, chắc mình vẽ được. Cái mới nghe nói tôi đầu thử đi, tôi mới cắm nó về, tôi vẽ nguyên cái bức quyền trang trên kinh thiệt là đẹp. Để làm son. Đó là men thích, đó là lúc là phong của họa sĩ phong lưu đó. Thì á là sau này cô đó và bạn của cổ biết gì đó, họ có son cũ họ cứ cho tôi, có cho tôi vô phòng của tôi. Quý vị không biết rồi, thế là son tôi có nhiều lắm, son tôi có nhiều, son phụ nữ tôi có nhiều, và tình thoảng có bị gặp trong vali của tôi có những cái khăn lụa của phụ nữ. Và tại vì tôi quên đó là lạnh á, cho nên là khi cần là tôi quấn vô cổ tay của tôi. Và nó có nghe hay mà không ai biết hết. Đó là nó thay thế cho nhất chinh. Tôi quấn cái trong, tôi đi xa á, tôi quấn cái vô cổ tay của tôi. Nó bằng lụa nó mỏng lắm. Rồi mỗi lần tôi rửa tay hay cái gì cái tay tôi bị ăn cái gì mà nó dơ dơ hay vô cùng. Mà lỡ bị chảy máu, tôi cầm máu thì lấy cái cầm, không có gì cầm hay bằng lấy. Dạ đúng biết đó thôi. Bị rắn cắn, bị chảy máu là không có gì hơn cái căn. Đa dụng vô cùng. Mà người không biết cái đó thì cái tại sao tôi có những món đồ đó. Họ nghi ngờ cái giới tính của tôi. Và đôi khi tôi phải cạo râu tinh đen.
hiểu không? Cho nên là tôi nhắc lại lần nữa, tùy thuộc vào cái nhận thức của mỗi người mà thế giới này nó ra làm sao, tùy thuộc vào cái nhận thức của mình, nhớ nha, cái đó quan trọng lắm. Và Phật pháp là cái suối nguồn cung cấp cái khả năng nhận thức cho ta, chỉ vậy thôi. Và không có cái gì mà nó tiếc cho bằng bôn ba đôn đáo một đời để rồi lại bỏ phí từng phút giây hiện tại. Các vị khi có học giáo lý, khi có tu tứ niệm xứ, các vị sẽ đó tôi dạy chữ tiếc thì nó nặng quá, chứ các vị sẽ thấy rằng quãng đời trước mình hoàn toàn kỹ hoang phí, không có chánh niệm làm trước mắt không được an lạc hiện tiền. Thứ hai, không gieo được cái giống lành, không gieo được cái chủng tử cho cái quãng đời sau. Nếu mà mình đủ duyên thì đời sống chánh niệm sẽ giúp cho mình bỏ thàm, ha, bỏ, chứ tôi không muốn có những chứng thánh, bỏ những cái thàm thì bỏ thàm bị nó chứng thánh đâu nha. Chứ không cần phải thắp hương nguyện, khi nào con hết vô minh thì thành đạo, không cần nguyện thì nó hết vô minh thì nó thành này, nó thành đạo nha. Cho nên biết Phật pháp rồi mình sẽ thấy tiếc hai điều. Một là giá như con biết Phật pháp sớm hơn thì con đã nhìn thế giới này nó khác đi. Với những gì các vị nghe được từ chiều hôm qua, sáng nay và nãy giờ, các vị thấy chính Phật pháp đã tạo cho tôi cái nhìn như vậy đó về thế giới. Nó khác, nó vui hơn chứ. Vì nếu nó vui nó sẽ đến nó về sạch hết trơn rồi. Và điều thứ hai là chính Phật pháp đã dạy cho mình nhìn thế giới là sao, và mình nên sống ra làm sao để đừng phí cái kiếp người. Bởi vì cơ hội để làm người hình như hơi hiếm. Bởi vì nếu các vị có cơ hội quay lại làm người thì các vị sẽ giống như một cái đá banh mà bị người ta nhắm mắt, người ta tung lên trời, không biết nó rớt chỗ nào, chỉ cần lọt vô trong một gia đình cơ đốc xong. Lọt vô một gia đình mà Việt Nam nhưng mà không có đạo là xong. Tôi đã gặp rất là nhiều người Phật tử, họ biết được Phật pháp năm họ 60 tuổi. Cái tôi mới hỏi thế này, họ nói con mừng lắm, con thích lắm, con vui lắm. Nếu mà cô có duyên Phật pháp mà cô lại là người Việt Nam, mà hơn một nửa dân Việt Nam là đạo Phật, mà tại sao một tới bây giờ mới biết Phật pháp? Thì nghe họ kể tôi mới hết hồn, là do gia đình làm ăn á, rồi bố mẹ đi đâu phải đem họ theo, cho nên họ không có điều kiện họ ở lâu một chỗ. Và thêm bố mẹ lại không có thích chùa, cho nên những cái gì mà họ được nghe về chùa đó, họ nghe toàn là mấy cái negative không. Mà cái chuyện mà bố mẹ bất mãn đó, nó đáng tiếc một chỗ là chỉ vì một hai cái ấn tượng nhỏ thôi, rồi họ đánh giá toàn bộ cái Phật giáo thông qua một hai cái ấn tượng đó, và họ đem cái đó họ chụp lên đầu đứa con gái của mình. Và nó tới 50-60 tuổi mà nó mỗi lần nó đi ngang cái chùa mà nó còn hoang mang ngờ vực. Mà trong khi Phật giáo không phải là cái chùa đó, Phật giáo không phải là những cái tăng ni mà làm cho nó bất mãn, mà Phật giáo là cái nằm đằng sau cái chùa, nằm sau cái đám tăng ni, hiểu không? Nói hiểu. Chúng ta không thể nào vì giận một cái bác sĩ cà chớn, một vài y tá cà chớn, một cái bệnh viện tào lao là đời đời không có uống thuốc, cái chuyện đó rất là bậy, hiểu không? Tôi giận cái bà bán bánh mì này thì tôi mua bánh mì chỗ khác, chứ đâu phải là tôi giận cái bà bán bánh mì này đời đời tôi không ăn bánh mì, cái đó là cái tào lao, có hiểu không ta? Mà Phật tử Việt Nam, nhiều người Việt Nam, nhiều người bị cái bệnh đó, tức là giận cái bà bán bánh mì này nè, rồi thề không ăn bánh mì nữa. Nhiều người họ chịu, họ bất mãn Phật giáo. Cái lúc mà họ gặp tôi hỏi tại sao mà con gây nghĩ Phật giáo tệ như vậy, thì bà mới kể chuyện là đó, ở làng con có cái chùa có ông này. Cô nghĩ sao cô cho tôi quá gian rồi, nên xe tôi thấy cái xe của nó cũ, cô thì xấu già. Từ đó là sao tôi gặp thấy ai chạy ra hơi là tôi đều phán cũ già xấu, tôi chịu nổi thôi. Có bao nhiêu đứa nó đẹp lộng lẫy thơm phức trẻ măng nó lái xe kìa, có phải đứa nào cũng già cũng xấu cũng đủ đâu. Thì mình thấy chỉ riêng nghe kể không, cái là cái nhìn cái phán đoán của mình nó rất là kém. Mà bao nhiêu thế hệ đã sống trong cái nhận thức tật nguyền bệnh hoạn và thiếu máu như vậy. Chúng ta bây giờ chúng ta phải khỏe mạnh hơn chứ, để có một suy tư khỏe mạnh hơn. Chúng ta không thể nào mà tiếp tục đi theo lối mòn mà sáng hôm qua tôi nói câu rất là nặng. Chỉ có trâu quen ngõ, chó quen đường, chỉ có động vật cấp thấp nó đi theo lối mòn. Chứ mình con người mình không nên sống theo lối mòn.
mình nên biết nghi ngờ cái con đường dưới chân, mình nên biết nghi ngờ cái gì gọi là truyền thống, cái gì gọi là thói quen, phải biết nghi ngờ chứ. Tại sao mà những cái chế độ, những chủ nghĩa, những học thuyết tào lao mà nó vẫn tiếp tục tồn tại là bởi vì dưới cái lòng trời ấy còn toàn là mấy đứa e ngại suy tư. Nó đẻ ra nó đã là con cá cảnh đó, trong cái bồn kiến rồi, nó là con chim ở trong cái lòng rồi, nó là cái trứng được nở ra từ trong cái lòng. Cho nên nó e ngại trời xanh, nó e ngại trùng dương biển cả, sông ngồi kinh rập, nó quen với nếp sống an toàn dầu bé mọn và chặt hẹp, có hiểu không? Nó có những cái não trạng mà nó nghe đến cái chuyện mà các con hãy tự thắp đuốc mà đi đó là nó rung rồi. Nó nghe cái chuyện mà tự là nó bắt đầu nó teo rồi, tự thắp đuốc. Như tôi nhớ vài câu chuyện mà ông tỷ phú ông kẹo lắc cả đời không biết cho ra, tới hộp bị chết đuối, ông đang ngáp ngáp để nghe nhân viên rescue nó nói nè đưa tay đi, ông nghe chỉ đưa là ổng không có đưa, nó nè cầm nè, ông nghe chỉ cầm thì ông biết cầm, nhờ vậy ông mới cứu được nó, nghe kịp không? Thì có những người họ e ngại cái chuyện mà thì họ nghe đó chỉ tự là họ hứng thiên đóng rồi, các con hãy tự thắp đuốc mà đi, thế là nó vì sợ chỉ tự đó mà nó nhào theo cái hormone tha lực, ăn rồi đọc có một câu cầu giải thanh, vì nhờ con khác nắm kéo, nhờ người khác kéo thì nó ổn hơn. Chứ còn nghe cái vụ mà tự đi bằng chân của mình, tự cầm đuốc bàn tay của mình, nhìn bằng con mắt của mình, chúng nó nghe cái trách nhiệm nó nhiều quá, nghe kịp chưa? Chính vì cái não trạng bệnh hoạn như vậy đó, nó mới dẫn cái kiểu nhận thức và hành trì bệnh hoạn. Tức là ai dạy cái gì cũng làm theo, ai nói sao làm vậy, nó suối bậy cũng làm. Và cái thói quen này không phải nó chỉ hình thành từ một kiếp, mà nó thói quen từ vô lượng kiếp trong quá khứ, và nó sẽ là lối mòn cho đời sau kiếp khác. Cứ đẻ ra là lối mòn, đẻ ra là lối mòn. Mà tôi nói một câu rất là nặng, chỉ có trâu quen ngõ, chó quen đường, chứ con người không có phải như vậy. Con người phải luôn luôn biết nghi ngờ con đường dưới chân của mình. Khoa học là gì? Khoa học là thử và sai. Có ai biết câu đó không? Thử và sai nhiều lần nó mới làm ra khoa học. Chứ còn nếu mà nó cứ con đường xưa em đi, dầu ai dân dây chì thì em vật thì mình nó không phá được. Còn cái việc ở đâu, ở đâu mà nó ra cái gọi là Samsung 6, Samsung 7, Samsung 8, Samsung 10 là bởi vì nó biết nhìn lại cái cũ, hiểu không? Nó phải biết nhìn lại cái cũ, nó bị trục trặc cái gì nó mới trèo lên chứ. Từ ngày ông Steve Jobs chết, ông chết, người có nhiều người sợ, trong đó có tôi, là iPhone, Apple sẽ chết. Là bởi vì cái đám mới sau này nó để dành đổi nó không là nó biết suy nghĩ mà cũng vậy, hình như nó chẳng là rồi hết. Cái iPhone nó không thêm gì nhiều nha. Nhưng mà đại khái là tôi muốn mượn cái chuyện mà Apple, chuyện Samsung cũng nói cái gì, đó là khoa học là thử và sai. Ngay cả mấy cái fashion designer cũng là tiếp tục thử, họ tung ra những cái kiểu rất là kỳ, mấy cái mà sưu tập thu đông 2017, 2018, 2019 họ đưa ra thấy nó dị quá, họ đẩy vô chùa cho nó cái gì đẩy vô chùa, nên đời máu lệ tràn đầy phát mắt ngàn đau thương với chúng hết về chùa, cái chùa thấy cái gì bị kỳ đó đem về chùa, mà ở đây chùa Miến Điện tôi không biết, chứ chùa Việt Nam là có rất là nhiều. Đằng sau chùa Việt Nam, chùa nào cũng một đống đồ mà tầm ấy hết. Bàn ghế cũ tùm lum, bàn ngủi cầu dao, đàn bà hư cái hư rồi tóc nát rồi. Thì tôi mới nói lạ, tôi mới hỏi cái gì tôi trì, tôi hỏi vậy chứ. Ủa sao chùa người nào cũng có cái này hết? Nghe trả lời tức ruột đó. À, xả được, cái nói đem vô cúng dường. Thiệt. Ở bên đây đâu có chùa, không biết cái đó. Nó ác lắm. Thì nó liền, cứ liền ở đâu. Sẵn cái nhà có cái xe rác á, là cái alo thầy con có cái ghế này, con thấy một khách có thầy ghế ngồi con, thầy nhưng không được. Cái này dai á thầy, dai, ừ dai. Trời ơi, chở lên tới nơi giờ nó bằng simili. Hỏi da đâu, cái này ngồi lâu mà hôi, nó giống da người nó cho hôi. Mà coi như đó là chùa nó cắt bàn, ghế ba chân cũng đem lên. Ghế ba chân nó đem lên. Cái gì rồi cuối cùng thì có những người phật tử mà họ chịu không nổi, rồi họ phải xuất tiền ra kêu Mỹ Đen, kêu Mễ đem đi liền, mà cứ lâu lâu đem chút chùa, thì cái gì bị kỹ đem đi chùa,
Thì đó là những cái nhận thức của người Việt Nam, não trạng của người Việt Nam cho rằng cái gì đã là chùa thì quan tài tự do. Chùa là cái chỗ nhận rác và chùa là cái chỗ mà mình có thể lấy đi cái gì mình muốn và có thể bỏ lại cái gì mình ghét. Ok, tôi muốn ôn lại chuyện cũ mà tôi đã giảng từ sáng đến giờ, từ hôm qua đến hôm nay. Đó là con đường giải thoát vốn dĩ không nằm đâu xa mà nằm ngay trong chính nhận thức của chúng ta. Nghe kịp chưa? Con đường giải thoát không nằm đâu xa mà nằm ngay trong nhận thức chúng ta. Đó là điểm thứ hai. Tu hành không phải nhắm đến chuyện đắc cái gì được cái gì, mà là tu hành để coi mình bỏ được cái gì. Nghe kịp chưa? Và hạnh phúc của thánh nhân không phải là do họ có được cái gì, mà là do họ bỏ được cái gì. Khi mà mình bỏ được, mình không còn thích, không còn ghét nữa, thì tự nhiên nó an lạc thôi. Hai vợ chồng đi shopping, về đến nhà bà vợ hớn hở vì mới mua được cái quả thích. Còn chồng hớn hở vì ông đã liền được cái đống đồ mà ông cầm từ ở ổ người shopping center về. Có hiểu không? Cái thằng mà nó liền nó đã lắm. Mà cái bà kia bà đã là vì bà mua được cái bà muốn. Còn ông đã là vì ông liền được cái mà ông đã cầm quá lâu. Ai ở Mỹ thì biết cái những cái mo bên đây kia có đây cái kiểu mo không? Có nhiều ông Phật tử mà kể tôi mới biết. Rồi nói trời ơi, thứ bảy là bà cũng đi mà con vô đó con ngủ, con chịu mà nổi con ngủ về xe cho nó sướng. Mà bỏ đi về nhà thì xa, 45 phút nửa tiếng là xa, nó thôi cũng ngủ ngoài cái mặt kinh đó rồi dọng cái đầu ra nó kêu con. Thì ổng ngoài này là ngủ thẳng băng vậy đó, còn bà ở đó rồi nó đi, rồi nó ra thì đi, rồi đi thì nó mệt, nó mỏi chân rồi, nó mỏi mắt. Vậy đó mà hai vợ chồng ổng thường cứ muốn kiếm chỗ mát mát, ổng rút cái xe vô nó nằm ngáy. Còn bà thì bà mong là vô đó bà tìm cái bà muốn. Thì thế giới này nó là cái gì, là do cái mình hướng nghĩ tới, nghe kịp không? Thì một người vui là vì họ gom được cái này cái kia, một người vui là vì họ bỏ được cái này cái kia. Và hôm qua tôi đã nói rồi, có hai cách làm đẹp một ngôi nhà. Cách một là đem cái gì đó ra, cách hai là đem cái gì đó vào, nghe kịp không? Và đa phần người Việt Nam có cái hướng làm đẹp cái nhà bằng cách là chất vô. Và từ đó nó dẫn đến cái quan điểm trang sức trang điểm, muốn đẹp là giọng vô. Mà nhiều người tôi nói má ơi không cần thêm mà lấy ra là đẹp. Thậm chí như má là đập hết thay lại luôn, mà họ không có tin. Một là đem vô thì nó đẹp, mà có người lấy mất ra thì những cái phấn nhẹ thanh phấn, cái này màu nước không cần đỏ là đẹp. Lựa cái thì đắt tiền, ăn không thể dính là xong. Đằng này cứ ăn xong móc kiếm ra bập dài tiếp. Mà cứ như thế là đẹp đâu không thấy, thấy toàn là khổ không à. Mà đời sống này nó vốn đó đã là khổ, sống làm sao cho nó vui, sống làm sao đừng mất thời gian, đừng tốn tiền, đừng tốn công. Tôi cho đó là đời sống thành công. Và đằng này các vị đã trả cái giá rất là đắt cho cái niềm vui của mình. Bữa nay tôi nói mình tẹt luôn, các vị sẽ sắp dép đi về. Làm ơn nhớ giùm tôi làm thử cái này đi. Bữa nào ra đường làm ghê nha. Giữa chỗ đông người đang đi đứng này, nhìn quanh có ai nhìn mình không? Không có ai mà nhìn ngay. Vậy mà mỗi lần ra khỏi nhà mất nửa tiếng để mà không có ai nhìn hết. Đó. Mà như vậy mình đang điểm cho ai? Em về điểm phấn tô trong lại tiếng nhẫn nhau nụ cười, chỉ mất thời gian thôi, chỉ mất thời gian. Mà tôi không chống cái chuyện mà mấy bạn mấy cô làm đẹp, nhưng mà tôi chỉ gợi ý một chuyện, trang điểm cho ai? Và cái thời gian đó lẽ ra nên cho mình nè. Là tôi thích đàn ông ở chỗ kêu đi là sắp tôi đi, còn mấy bà chờ một chút nha sư, một chút có nghĩa là nửa tiếng. Họ có cái đơn vị thời gian của họ, hoặc là một lát nha sư, lên cái lát có nghĩa là nó thể thêm 15 lần. Mà cứ một chút một lát, mà trong kinh nói cái này tôi đọc cái này tôi mới thoát hồn nè. Trong kinh nói khi mà Phật niết bàn ấy, thì ngày anh đang còn là sơ quả ngày
chưa có thiên nhãn nhưng mà thấy. Thì Phật nói rằng anh có biết hiện giờ trong đêm cuối cùng này Như Lai nằm ở đây, chư thiên về dày đặc 50 cây số, cái bán kính 50 cây số, chư thiên dày đặc mà hàng ngàn vị có thể đứng trong một cái mũi kim không chen lấn, hàng ngàn vị trong một mũi kim không chen lấn. Thế mà trong cái bán kính 50 cây số này dày đặc thiên chúng trong vô lượng vũ trụ về chiêm bái Như Lai lần cuối. Trong kinh giới đó thôi, trong kinh Mantra nó mới ghê. Tại sao họ về đông thế? Là bởi vì có rất nhiều vị khi họ nghe vũ trụ rung động họ hỏi nhau vì sao thế giới rung động. Nói là Bồ Tát vừa đản sinh sẽ thành Phật, họ nói lát nữa xuống gặp ngài. Đó lúc địa cầu nó lát lần thứ hai chuyện gì đó ngài thành đạo, lát nữa xuống gặp ngài. Sau này nó biết hầu hết những vị đó đều là người Việt Nam. Câu ngang đậu không phải là mẹ mà không đi trẻ sang Việt Nam, coi như là nó cứ lê tại Việt Nam mình mời đám cưới mà là 10 giờ là coi như là 10 rưỡi nó mới tới. Cho nên nhà hàng lúc nào nó cũng nấu, khi mình đặt nhà hàng nó hỏi dưới này là cho Chinese hay cho Vietnamese. Nếu mà Vietnamese thì nó sẽ dọn ra cái giờ của nó ngồi nó nhẩm ra để nó quen đó, cũng nó quen tổ chức đám cưới cho Việt Nam. Thì đây nghe nói người order là người khách Việt Nam thì nó tính cái giờ dọn ra khác, mặc dù điều là 10 giờ hết ấy, nhưng mà Việt Nam order thì nó dọn ra giờ khác, mà tàu đại hàng nó dọn giờ khác là lý do đó. Và trong cái cuộc chiến mà Đức Tấn Long bị cộng bắt được ông phi công Mỹ, thì nó mới hỏi thế này, nó hỏi Mỹ chứ anh biết tại sao mà người Mỹ thua chúng tôi không? Mỹ cười hề hề mới biết chứ, người Mỹ chúng tôi thua các anh là vì cái độ chính xác. Chúng tôi mấy anh Việt Cộng được tin tình báo về là vào giờ X tọa độ Y có một đơn vị Mỹ đi ngang đây, đúng như vậy, vào giờ X tọa độ Y mà cứ rót đạn vô là dính. Còn tin tức của mấy anh giờ X tọa độ Y mà trở thành giờ Y tọa độ X à. Khủng khiếp, nó đặt nó không có chính xác, chính vì cái thói quen không chính xác ấy cho nên người Việt ta cho đến bây giờ vẫn là đỉnh cao của trí tuệ. Không chính xác. Cho nên cái giá trị của đời sống nó nằm ở chỗ là anh tận dụng sức khỏe, thời gian, tiền bạc như thế nào và cho cái gì. Gia tài chúng ta mỗi người tính trung bình là 75 năm, trong đó trừ 1/3 ngủ và 18 năm ngu, tức là từ 1 tới 18 là hưởng ngu, đâu chịu trách nhiệm pháp luật đúng không? 18 năm ngu cộng với 1/3 thì 1/3 của tổng số 75 là ngủ, thì trừ ngu trừ ngủ còn là bao nhiêu? Mà trong cái thời gian còn lại, trừ lúc bệnh, trừ lúc buồn bực, ghen tuông, hờn giận, mệt mỏi, bệnh hoạn, vậy cái giây phút mà mình sống vui, sống khỏe, sống hữu ích, vui khỏe hữu ích không còn. Mà đa phần đứa nào giỏi là nó chịu sống vui sống khỏe chứ còn sống hữu ích rất hiếm. Để giùm tôi đi, cái người mà sống cho họ đó ok đó thì nhiều, chứ còn sống mà từng ngày từng giờ mà có một cái hy hiến, có một cái đóng góp, mà có một cái gì đó phụng sự mà phục vụ cho tha nhân, cho cộng đồng, cho xã hội, cho chúng sinh hiếm đó. Và chúng ta phải đồng ý với nhau một chuyện, trong thế giới động vật và thực vật, kể cả khoáng vật, thì nó cũng điều giống nhau, đó là có những cái thứ và có những cái cá nhân mà sự có mặt của nó chỉ là góp mặt chứ không phải là đóng góp. Cho nên cái chết chỉ là sự vắng mặt chứ không phải là sự mất mát, có hiểu không? Có những người sống lâu thành đồ cũ, có người sống lâu thành đồ cổ. Cũ có thể tôi nói hoài nó riết luôn, sống lâu thành đồ cũ có nghĩa là đồ da xeo, da xeo. Mà đây có hai cái xeo đó không? Còn cái đồ antique là khác. Antique là phải museum, là phải mấy antique shop. Có người sống càng lâu thì cái họ tích góp được càng có giá trị. Nhưng có những người sống lâu thì chỉ là tốn quần, tốn áo, tốn cơm, tốn gạo và không có đẹp gì hết. Tùy tùy mình thôi. Gia tài mình có mấy chục năm là tận dụng nó. Và nhớ cái lời của bà Thuyên Sa, nếu không làm được việc lớn thì hãy làm việc nhỏ bằng một cái tấm lòng lớn.
còn người Việt mình không làm được chuyện lớn thì làm lớn chuyện. Hoặc như tôi nói vài về Đức Phật, Đức Phật cho cái khó cho thì nhịn cái khó nhịn, làm cái khó làm nên đắc cái khó đắc. Còn mình cho cái khó xài, nói cái khó nghe nên thành người khó ưa. Thì là quẩn quanh chúng ta chỉ có 13 cộng 14, 13 cộng 25. Tu hành là anh làm sao? Cái này bắt đầu, cái chỗ này bắt đầu vô thiền quán này. Tu hành anh làm sao mà 14 được thay thế bởi 25? Đó là một chuyện. Chuyện thứ hai, chuyện thứ hai khó làm hơn. Trong cái hai, trong cái 25 đó, biết rõ cái nào mình thiếu để mà bổ sung, và biết rõ lúc nào nên sống với cái nào như lời Ngài Tất Lạc Phất. Cái này cái gì vậy cô? Sống cái mình không biết là mình giảng này, mình cần cái gì mà nó chát này, để chát và cái kỵ ngọt ngọt lên đàm đó, chỉ biết chát không. Cái này có cô ca sĩ có hát ở chùa của bà cũng hay, cái trái câu kỵ, câu kỵ, cái trái gì mà nó giống như trái khế không, là lộn phải câu kỵ. Cái trái gì nó giống như trái khế vậy đó, mà nó khô tóp lại mà nó chát chát ra. Đừng bắt, đó là được, bạn họ thả được bắt. Thì tu hành đó là làm cái đầu tiên là phát hiện cái gì đang có mặt, đó là bước một. Bước hai là biết sống với cái gì một cách đúng lúc, biết được cái đó không? Ngày chưa đến giờ là mình có nguyên một cái kho đồ tùm lum mình thích cái gì trong đó, kiến nè, chuột nè, dán nè, đồ rác rưởi, quần áo cũ rách rồi, vàng bạc kim cương, nguyên một cái nhà kho. Bây giờ mình học giáo lý rồi mình mới biết phân loại, là mình mới có cái nào ra cái nào, à cái nào cần luyện, cái nào cần giữ lại, cái nào cần vô tủ sắt, cái nào cần gửi nhà băng xếp bóc, biết rõ được chưa? Đó là bước hai. Bây giờ tới bước ba, biết sử dụng đúng chỗ đúng mức những thứ mình có, nghe kịp không? Đó là bước ba. Bước một là bỏ đi cái không cần thiết và biết nhận diện cái gì là cái gì. Thứ hai là bắt đầu là coi cái gì để mà xài cho cái gì. Rồi thì tu hành cũng vậy, hồi đó mình chưa biết đạo, mình không biết thiện ác ra sao, phiền não và pháp lành là cái gì. Bây giờ biết rồi thì nhận diện cái gì là ác pháp thì tự nhiên nó sẽ biến mất. Tin tôi đi, lúc đầu mình nhận diện nó vẫn còn lì cái đó, bởi vì cái thiện mình chưa đủ mạnh. Nhưng đến một lúc nào đó cái thiện nó đủ mạnh, khi mình nhận diện cái điều xấu thì nó sẽ biến mất, vì theo không có thiện nó là cộng mà ác nó là trừ, cộng với trừ nó bằng trừ. Nhưng mà cái điều thiện khi mà nó được phát hiện thì thiện với thiện, tức là cộng với cộng nó bằng cộng, biết không? Ok, cho nên tu đến một lúc nào đó mình nhận diện được cái này là bất thiện, cái này là thiện, chưa hết. Sẽ có một lúc mình biết rõ mình bị thiếu cái gì, rồi thêm một lúc nữa mình biết rõ là lúc nào mình nên sống với cái gì. Trong kinh dạy rất rõ, trong kinh Thích Nhất Chi Tương Bộ, Ngài dạy rằng khi nào mà tâm của hành giả mà nó bị sa sút, nó bị suy kém, nó bị muội lược, nó bị thụ động, nó bị tiêu cực, nó không có muốn làm việc nữa, thì lúc đó hành giả phải tu tập ba cái giác chi là trạch cần hỷ. Còn khi nào mà nó quá manh động, nó lăng xăng, nó xung phá à, thì lúc đó bây giờ hành giả phải tu tập ba cái tỉnh định xả. Riêng cái niệm giác chi thì lúc nào cũng phải có. Và dĩ nhiên hôm nay tôi chỉ dọn ra cho bà con thấy thôi, chứ có nhiều thứ thì bà con phải ăn tới ngày mai ngày mốt mới ăn tới. Ví dụ như là những cái định nghĩa về thất giác chi à, ví dụ như là trạch cần hỷ, tỉnh định xả, mấy cái đó bắt buộc bà con phải có một ngày mà tôi định nghĩa để cho bà con nhớ. Bởi vì lớp học này tôi đã nói rồi, tôi không nhắm đến cái người đã biết rồi, mà tôi nhắm đến cái người hoài còn mù tịt dốt đặc không biết gì hết. Nói như vậy có nghĩa là including tất cả những bà con đã biết bằng đó, ngay cả những người giỏi có thể ngồi lên để nghe. Bởi vì cái quan trọng như thế này,
chúng ta mỗi người có một cái cách tiếp cận, một cách approach với Phật pháp, với vấn đề khoa học, với nghệ thuật khác nhau. Khi chúng ta lắng nghe một người nào đó là chúng ta coi cái con đường họ đến với cái đó, cái lãnh vực đó như thế nào, nó cũng là cái để mình tìm hiểu nghe kỹ thôi. Ví dụ cái Phật pháp, tôi muốn bà con thấy rằng Phật pháp không phải là cái gì đó biết được thì tốt, mà là cái gì đó mình phải biết chứ không phải là biết được thì tốt. Chúng ta biết hai cái đó. Thì yoga là khí công, sai chi, thái cực quyền, mấy cái đó biết được thì tốt, nhưng mà không biết cũng không sao. Nhưng mà riêng Phật pháp thì không được, bởi vì sẽ có một ngày bà con thấy rằng Phật pháp chính là những gì nói về bản thân mình. Mình là ai, ở đâu mình tới, mình sẽ về đâu và mình phải làm gì. Chính Phật pháp là câu trả lời cho những cái câu hỏi đó. Mà đằng này mình lại không biết Phật pháp thì rất là uổng. Kể cả trường hợp tôi không phải là một nhà sư, thì với cái tánh của tôi nghĩ rằng cái điểm dừng của tôi, nếu tôi có tóc tai thì cái điểm dừng của tôi vẫn là Phật pháp. Là bởi vì tôi từ hồi bé tôi không có hài lòng với một chuyện đó là ai rồi cũng phải chết. Tôi không cam tâm gì đó, tôi biết không? Tôi nói câu này ai sẽ thầy câu là cái này rất là ghét, nhưng mà ok, cũng phải nói. Tôi rất là vui, có một ngày khi tôi lớn lên, tôi đọc sử danh nhân, tôi thấy rất nhiều danh nhân thế giới từ lúc rất trẻ họ đã biết thao thức cái chết đó. Họ không có mê ngủ như người khác, trong đó có Trần Trung Sơn. Ông bị ám ảnh từ cái chết từ lúc rất là sớm. Bùi Giáng, Phạm Công Thiện đều là những người bị ám ảnh từ cái chết từ lúc rất là sớm. Bởi vì khi mà người ta có chạm trán với một cái chuyện mà nó lớn như vậy thì bắt đầu có khả năng bỏ đi cái tiểu tiết trong đời sống. Còn cái thứ mà nó cứ quần quật quẩn quanh với cơm gạo áo tiền, nó không có lớn nổi. Cho nên đó là điều mà Trung Kinh một ngày dạy rằng con phải đối diện sự thật thì con mới thấy được cái bản chất của thế giới. Là vì mình e ngại nói đến cái gì sự thật lắm, mình ngại lắm. Mà trong cái ngôn ngữ Tây Phương có chữ transparency, chữ đó rất là quan trọng, là chữ bạch hóa. Nghe kịp không? Bất cứ một cái gì trên cuộc đời này, từ một chính phủ cho đến một công ty, hãng xưởng, xí nghiệp, cho đến một cái cơ thể con người, muốn giải quyết cái hầm răng hay là lục phủ ngũ tạng, thì chúng ta cần lúc nào cần đến cái transparency, có nghĩa là sự bạch hóa, sự rõ ràng. Nghe kịp không? Thì sẽ phải rõ ràng. Còn hễ mà nó còn bị khuất lắc thì nó không giải quyết được, có hiểu được. Cho nên cái điều quan trọng ở trong đây ấy, tức là mình muốn giải quyết vấn đề gì, chỉ đầu tiên mình phải hiểu rõ cái chuyện mà mình cần phải làm. Thì Phật là dạy cho mình cách nhìn, và Phật dạy cho mình cái cách nhìn là con đừng có tiếp tục sống trong cái mê ngủ. Con ngại nghe sự thật, nghe kịp không? Con ngại nghe sự thật thì đời đời con làm sao con biết được sự thật. Và Krishnamurti của Ấn Độ có một câu rất là hay: hãy thấy được sự thật, anh sẽ tự do. Hãy thấy được sự thật thì anh sẽ được tự do. Tôi rất thích cái câu đó. Nhưng đằng này cái mà tôi sợ nhất là tôi mơ hồ, tôi không biết là tôi đang ở trong cái tình trạng nào, tôi đang ở trong tình huống nào, tôi kỳ với ta, kỳ với ta. Cái mà đáng sợ nhất của giây phút cận tử là gì? Là lúc mình đang leo lét, cái tri giác của mình nó không còn được như bình thường, mình chỉ biết nó đau mà không biết mình đang tại sao mình đau. Cái tôi sợ nhất là cái đó. Cho nên ở đây trước khi đi sâu vào cái pháp môn tứ niệm xứ và giáo lý A Tỳ Đàm, tôi thiết tha kêu gọi bà con lưu ý đến câu nói này của tôi, đó là ngay bây giờ nên dành thời giờ để tu tập hơi thở và từ tập. Người tu tập hơi thở lúc cận tử sẽ ra đi trong tỉnh táo, họ có thể kiểm soát được hơi thở của mình, và họ có thể thậm chí dù không đắc gì họ có thể biết trước được họ sẽ đi chiều nay hoặc sáng nay, họ đã biết họ theo cái tần suất, cái frequency của hơi thở. Mà người thường thì nghe không tin, nhưng mà họ ít nhiều. Bởi cho nên nhiều khi mình nghe nói mấy vị cao tăng, mấy vị cư sĩ mà lão thành, họ biết trước được giờ họ chết. Thế nhưng buổi sáng họ đi họ tưới lan tưới cây xong họ dặn gia đình trưa nay không ăn cơm nghe, đừng có kêu. Là họ đi họ tự họ tắm rửa sạch sẽ, mặc nguyên bộ đồ ngon lành lắm, vô trong thư phòng đó đốt miếng cầm lại Phật xong mới đi luôn. Đó là những cái chết rất là đẹp nha. Đó là hơi thở. Còn tại sao tôi nên tu tập từ tâm là bởi vì từ vô số kiếp chúng ta chỉ biết sống nghĩ đến mình,
gia đình mình, người mình thương, người có quan hệ với mình. Nhưng mà tự tâm là gì? Tự tâm là trải lòng ra với muôn phương vũ trụ. Khi mà phải thật lòng nha, chứ còn cứ còn là rải bằng miệng không, ta cái chúng mà tu cái gì mình đặt cái đó, mình tu cái miệng mốt là miệng nó bông sen, nó bông tù lôi. Ở Việt Nam có các ông cá anh vũ biết không, cá đó nó là nó đắt tiền, bởi vì cái mỏ của nó giòn lắm rồi đó, nó sống cái biết niệm bằng miệng không, mà trong đầu nó thì toàn là giao lam không, nó hẻo lam. Cho nên khi mà nó làm cá đó là cái mỏ nó ăn rất là giòn, cái mỏ nó tù lư vậy nè. Tu đâu đắt có à, tôi nói riết tôi nói thiền, có nhiều loại thiền Ấn Độ, thiền Mông Cổ. Thiền Ấn Độ là giới định tuệ, thiền Mông Cổ là diễn cổ, cho ảnh mà diễn mông cho nó bình. Thì cứ ngồi cái này mặt mắt nó lùm lùm liếc liếc, cái này gọi là thiền Mông Cổ. Thì những người đó chỉ là hậu vệ của thành cá tư hạng thôi. Còn mình là đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là phải giới định tuệ. Thiền là phải có hiểu biết, phải có yêu thương, phải có tỉnh thức, đó là thiền Ấn Độ. Còn cái thiền Mông Cổ là đa phần bà con người còn thiền Mông Cổ không, rồi đặt cái này gọi là làm dáng. Thì á là tu tập hơi thở để thấy rằng đời sống chỉ là đắp, chỉ là spot chứ không phải là why. Thấy nó là một nắm cát thì cái lòng buông bỏ của mình nó mới khá được, nghe kịp không? Cái thứ hai, tu từ tâm. Khi ta nghĩ nhiều về người khác thì ta sẽ không còn âu lo sợ mất cái mạng này nữa. Một người con gái gầy gò ốm yếu trói gà không chặt, ban đêm không dám đi ra ngoài săn, vậy khi có con rồi dám bồng con băng qua nghĩa trang nếu con bị sốt. Có hiểu tại sao vậy? Vì lòng mẹ. Cũng người con gái đó, cách đây một năm ban đêm kêu ra ngoài sân hái ninh một nắm rau thơm không dám, sợ bóng cây, sợ chó sủa, sợ bóng tàu, sợ dế, sợ chuột, sợ gián. Hai năm sau nàng có chồng và có đứa con nhỏ. Một đêm kia chồng vắng nhà, con bị sốt, ở Việt Nam làm gì có số cấp cứu, chỉ có bồng bé chạy tới bác sĩ. Lúc đó là ba hùng nghĩa trang nổi tiếng là có ma, mẹ nàng vẫn bông vẫn chạy vì sao vì con, vừa đi vừa tu nhưng vẫn phải đi. Đấy, thì ở đây cũng vậy, hành giả tu từ tâm đến một mức độ nào đó, khi ra đi lòng canh cánh lo cho ngựa lại chứ không hề nghĩ đến chuyện mình sắp chết. Từ tâm phải đến cái mức độ đó mới là chỗ nương cho hành giả, có hiểu không? Ví dụ như bây giờ mình đang có quá nhiều cái project, có nhiều cái plan để làm. À, bây giờ mình phải lo điện nước cho tiền viện này, mình phải lo bồn tắm, lo restroom cho toilet cho chùa kia, cho làm bao nhiêu giếng, bao nhiêu cầu, bao nhiêu đường. Lúc nào cũng đầu cũng nghĩ như vậy, để bao nhiêu học tăng, bao nhiêu vị sư trẻ học ở chỗ này, bao nhiêu hành giả chỗ kia mình lo. Cái đầu này chuyện đó tối hồi mình biết mình sống không nổi nữa. Nếu mà giả thứ thiệt á, giả từ tâm thứ thiệt thì lúc đó vẫn chánh niệm, nhưng mà nếu mà bên ngoài cái chánh niệm ra mà để bận tâm thì họ bận tâm mấy cái project, mấy cái plan kia kìa, chẳng phải là cái này nó nghe hiểu luôn. Thì thà ra đi trong cái sự bận tâm đó còn tốt hơn là sợ chết, sợ bỏ lại đám nhỏ cháu nội cháu ngoại mà không có cái gì nó bạc cho bằng. Cái này tôi nói thiệt, không có gì nó bạc cho bằng cả đời làm trâu làm ngựa để tiền lại cho một cái đám mà nó sẽ dễ dàng nó quên mình trong vòng 3 phút. Tên cái vị để là 1 triệu, nó cúng nhân vị 7 tình thân xong rồi thì nó quên mất. Mà tôi biết tôi nói đây nhiều người ở đây rất là giận, bởi vì họ đang là những người thừa kế. Đó, tôi nói thiệt, nó bạc lắm, nó rất là bạc, nó có hiện tượng đó. Nó rất là bạc, cho nên là cái điều quan trọng nhất ở đây là phải sống cho có ý nghĩa. Ý nghĩa là sao? Một ý nghĩa là thời gian của mình được tận dụng, và cái đối tượng mà mình nhận nó cũng phải là xứng đáng. Chứ còn mà đằng này thời gian mình không tận dụng và đối tượng cũng không thích đáng, hai cái này cộng lại là mình sống cuộc đời vô nghĩa.
bà con cần break time một chút không? Bởi vì bữa nay mình giảng tới mấy giờ ta? 9 giờ. Giờ mấy giờ mình trở lại? 7 giờ. 7 giờ phải không? Dạ, 7 giờ đến 9 giờ. Câu nói hay nhất trong năm.